Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Huyền, phó giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, kính thưa các thầy báo cáo viên, nhất là báo cáo viên phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, bệnh viện Đại học Y, thứ hai là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Cương, Đại học Y Hà Nội, báo cáo viên thứ ba đấy là thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai và tiến sĩ Đào Việt Phương của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai. Kính thưa các đầu cầu Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và cuối cùng là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hôm nay với sự hỗ trợ của công ty Sanofi, chúng ta sẽ cập nhật và ứng dụng thực hành lâm sàng tại Việt Nam trong điều trị các cái bệnh lý đột quỵ não. Và đây là cái kỳ đầu tiên với chủ đề đấy là cập nhật điều trị và dự phòng đột quỵ não. Về phía chủ tọa thì tôi xin phép được giới thiệu, tôi là phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai, đó là chủ tọa chương trình, và đồng chủ tọa cùng với tôi đấy là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, phó giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Xin chào chị Huyền ạ, và xin chào các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu. Để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ vào ngay bài đầu tiên, đấy là bài của tiến sĩ Nguyễn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải về chủ đề sẽ được báo cáo. Xin mời phó giáo sư Hoàng Bùi Hải. Chứ bên kỹ thuật đã thấy hình ảnh xe của tôi chưa? Rồi ạ. Rồi, cảm ơn. Vâng, kính thưa phó sư Mai Duy Tôn, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền, ban chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể quý vị đồng nghiệp đang có mặt ở đầu cầu. Đầu tiên thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức công ty Sanofi đã tổ chức một cái chương trình hội thảo gọi là kiểu đào tạo từ xa rất là bổ ích, và bản thân tôi trong quá trình soạn bài cũng đã học, tự học lại được rất nhiều điều. Thì ban tổ chức cũng đã giao nhiều cái bài mang tính chất khá là hàn lâm và cũng lâu rồi không học. Bây giờ thì nhân cái vụ này thì học lại, thì chúng ta cùng xem lại. Tôi có thời gian 20 phút, cho nên là chúng ta sẽ cưỡi ngựa, không phải cưỡi tên lửa, xem hoa cái chủ đề. Có lẽ là cái này chỉ cần nói lại, chúng ta cũng hầu hết cũng đã hiểu. Ở chỗ nào mà chúng ta thấy nó không hiểu lắm thì tôi sẽ cung cấp tài liệu chúng ta nghiên cứu thêm. Cái bài là tổng quan bệnh bệnh học xơ vữa động mạch trong và ngoài sọ. Chúng ta thấy là có về mặt giải phẫu thì có hai vị trí như vậy. Thì về mặt đại cương thì chúng ta biết là đột quỵ thì là cái thuật ngữ mà gọi là khi bệnh lý của mạch máu não xảy ra một cách đột ngột, biểu hiện các tổn thương của nó do là cái thiếu hụt thần kinh khu trú. Còn cái bệnh lý mạch máu não thì khi chúng ta nói chung thì nó thường là không có mang tính chất đột ngột, nên là không gọi là đột quỵ. Và về để mà chẩn đoán điều trị tốt cho bệnh lý mạch máu não thì người ta phải hiểu được nguyên nhân và cơ chế của đột quỵ, và trong đó thì vai trò của sơ vữa động mạch trong và ngoài sọ cũng rất là quan trọng. Cơ chế của đột quỵ thì chúng ta biết là có ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cơ chế tắc mạch do phục huyết khối tại chỗ, nó gọi là thrombosis. Cơ chế thứ hai là cơ chế huyết khối do di chuyển embolism từ một cái nơi khác, từ tim bắn lên, từ động mạch lớn di chuyển ra động mạch nhỏ. Và cơ chế thứ ba là cơ chế giảm tưới máu. Cơ chế này hay gặp trong hồi sức. Và chúng ta thấy là do giảm tưới máu toàn thân có thể gây ra cái tình trạng và đột quỵ não. Về các yếu tố nguy cơ của xơ vữa mạch máu trong và ngoài sọ thì chúng ta về mặt kinh điển nó cũng khá là giống với các yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch máu não, bệnh lý mạch máu lớn nói chung. Đó là về các yếu tố có thể không thay đổi, ví dụ tuổi và giới chúng ta không thay đổi được. Nhưng yếu tố về liên quan đến huyết máu
bệnh đái tháo đường, bệnh thận mạn và một số các bệnh lý liên quan đến dấu ấn viêm cũng như là liên quan lối sống của từng cá nhân. Đây là những cái yếu tố mà chúng tôi sẽ lướt qua vì nó cũng không nằm trong mục tiêu chính. Đấy, ví dụ như là yếu tố nguy cơ về tuổi và giới, nhưng ta thấy là tuổi càng cao thì nguy cơ xơ vỡ mạch trong ngoài sọ càng lớn. Người ta một cái nghiên cứu của tác giả trên thế giới thấy rằng là cứ 10 năm trôi qua tăng cái tuổi thọ lên thì nguy cơ xơ vỡ mạch cao gấp đôi so với những năm phía trước. Và ở giới nam thì bệnh lý và xơ vỡ mạch cao hơn so với nữ. Về tiền sử gia đình thì trong gia đình càng có nhiều người cùng trước thế hệ, sau thế hệ, cùng thế hệ bị thì nguy cơ đột quỵ càng cao, và đặc biệt là về cái tuổi càng sớm thì nguy cơ của những người khác trong gia đình cũng càng cao. Về rối loạn lipid máu thì chúng ta thấy cũng không hẳn là chỉ là mỗi cái LDL cholesterol như chúng ta vẫn thường để ý, và nó còn có tất cả các loại thành phần của lipid máu khác như là cholesterol toàn phần, HDL, triglycerides, vân vân, nó đều đóng góp vào cái rối loạn lipid máu và đóng góp vào sự vỡ mạch. Về chế độ ăn thì chúng ta cũng có thể nhắc lại một chút, hút thuốc lá, lạm dụng rượu, lối sống tĩnh tại, hay là những chế độ ăn nhiều đường bột, nhiều tinh bột và ít rau xanh, nhiều thịt, vân vân. Về cơ chế hình thành và phát triển của bảng xơ vữa thì chúng ta cũng có thể nhìn trên cái hình ảnh như này, và theo các giai đoạn trong cuộc đời thì thứ nhất là cái hình thành của cái khối tại chỗ, thứ hai là xơ vữa mạch máu. Cái xơ vữa mạch máu thì là nhóm bệnh lý hình thành, bệnh lý thành mạch hay gặp nhất. Nó gây nên bởi sự tăng sinh mô sợi, mô cơ ở lớp dưới nội mạc mạch máu cùng với lắng động các chất béo tạo thành cái màng gây xâm lấn vào lòng mạch, và sau đó là sự kết tập các tiểu cầu và các vị trí mà màng xơ vữa mạch bị tổn thương, tạo thành các đám có vai trò như những nhân để lắng động fibrin, thrombin và tạo cục máu đông. Và màng xơ vữa động mạch thì gây tổn thương chủ yếu tại động mạch lớn ở ngoài và trong sọ. Về bệnh lý động mạch còn có bệnh lý của động mạch nhỏ thì chủ yếu là nó do thoái hóa kính ở thành mạch, các mạch xuyên giống như tăng huyết áp hay do đái tháo đường. Và tuy nhiên ở những bệnh lý mạch máu nhỏ này cũng có một phần đóng góp của xơ vữa mạch trong và ngoài sọ dẫn đến tổn thương mạch máu nhỏ, và nó gây tắc cho vị trí lỗ mở hở của các nhánh xuyên tách ra ngoài. Và ở đây chúng ta có thể nhìn trên cái hình này thì đây hình A tức là màng xơ vữa, màng xơ vữa mới hình thành. Hình B đây là cái màng xơ vữa với cục huyết khối chứa fibrin và tiểu cầu và bị bong ra và di chuyển lên trên nền xơ vữa có sẵn. Hình C là cục huyết khối hình thành trên nền màng xơ vữa gây đứt tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong. Và hình D là nhồi máu não do tắc động mạch cảnh trong đoạn trong sọ do cục máu huyết, do cục huyết khối di chuyển từ màng xơ vữa từ ngoài sọ đi vào. Đó. Và ở đây thì hình này chúng ta nhìn thấy một cái cục huyết khối khi mà giải phẫu tử thi, chúng ta nhìn thấy cục huyết khối đã tách ra và di chuyển lên gây tử vong cho bệnh nhân. Và cơ chế gây bệnh lý thành mạch thì ngoài cái cơ chế do xơ vữa ra thì có một số bệnh lý thành mạch máu khác mà chúng không nằm trong cái bài mục tiêu của chúng ta hôm nay, tôi chỉ nói qua. Về vị trí tổn thương của bệnh lý mạch máu não thì có hai khu vực, tức là khu vực thứ nhất là tuần hoàn não trước, khu vực thứ hai là tuần hoàn não sau. Thì về tuần hoàn não trước thì hệ động mạch cảnh thì màng xơ vữa động mạch cảnh thường gặp nhất tại vị trí chia đôi động mạch cảnh trung. Ở cái vị trí chia đôi động mạch cảnh trung là động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài hay gặp nhất. Và vị trí tiếp theo là đoạn si phông của động mạch cảnh trong. Các vị trí trên yên của động mạch cảnh trong, chỗ chia đôi của động mạch não trước, não giữa, não trước thì ít gặp hơn. Về màng xơ vữa hay gặp ở cái đoạn gốc của động mạch đốt sống và động mạch giữa đòn, đoạn mạch gần động mạch đốt sống, cái động mạch tuần hoàn thân nền, đoạn xa trong sọ của động mạch đốt sống
động mạch thân nền và bị xuất huyết động mạch não sau là cái khu vực ở tuần hoàn não sau. Đây, xin lỗi, là khu vực tuần hoàn não sau. Về các ở các vị trí xa hơn, các vị trí của nhánh nhánh xuyên sọ thì chủ yếu là các thoái hóa kính thành mạch do phì đại lớp áo giữa và thường là do nguyên nhân thứ phát do tăng huyết áp, và chúng ta thấy hay là chảy máu động mạch sắc khô đây. Và bên cạnh đó thì có cái mảng sơ vữa động mạch mạch đang nuôi dưỡng mạch mẹ tới mạch lớn hơn, và hoặc có vi sơ vữa từ lỗ mở của cái động mạch nhánh gây lớp tắc động mạch xuyên. Thì đây là cái vai trò, cũng có vai trò của sơ vữa. Đây cái hình này thì nhìn chúng ta nó thấy nó rõ hơn, tức là có ba cái hình ABC, trong đó cái hình A là mảng sơ vữa từ nhánh mẹ gây ra tắc lỗ mở đây ạ. Cái hình cắt ngang và hình cắt dọc. Hình B là mảng sơ vữa tại chỗ gây hẹp tắc mạch nhánh do lan vào bên trong ở đây. Và hình C là mảng vi sơ vữa gây lớp tắc lỗ mở nhỏ của một nhánh động mạch nhỏ. Và cơ chế gây tắc mạch liên quan đến mảng sơ vữa thì cơ chế khá là phức tạp, và chúng ta cũng phải nhắc lại thì thấy các mạch chủ yếu là bắt đầu từ sự hình thành của mảng sơ vữa ở mạch máu ngoài sọ, ở động mạch não sọ lớn. Sau đó mảng sơ vữa chứa thành phần hỗn hợp là lipid, mô cơ trơn, mô sợi, collagen cùng các tế bào đại thực bào hay tế bào viêm tham gia. Mảng có thể tăng nhanh kích thước nếu xảy ra chảy máu bên trong mảng, tức là khi mà đã có sơ vữa rồi mà chảy máu bên trong, chúng ta hình dung cũng giống như là cái bóc tách động mạch não lớn, động mạch chủ. Đấy, khi mà dòng máu đi vào và nó bóc tách ra nhanh, nó gây tăng kích thước, và khi mà đạt đến kích thước tương đối lớn thì gây ảnh hưởng đến khẩu kính động mạch, cũng dẫn đến giảm cái tốc độ sơ vữa càng tăng hơn, bởi vì chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều cơ chế, tôi sẽ nói sau một chút. Giảm khẩu kính động mạch cũng do mảng sơ vữa nó trôi về bên trong, là mà dẫn tới cái thay đổi mặt sinh lý cơ học của dòng máu, tạo ra một dòng chảy cũng như là thay đổi cái tính học của dòng máu. Tiểu cầu thì thường kết dính vào các vị trí sơ vữa và các bề mặt không đều, sự kết dính tiểu cầu cũng dẫn tới bài tiết ra các chất trung gian hóa học và có nguồn gốc ở tiểu cầu cũng như là lớp áo nội mô ở phía dưới. Và trên hình ảnh này thì chúng ta sẽ tham gia với rất nhiều thành phần, và thì là huyết khối nó trồi vào lòng mạch như này, và với cái cơ chế của nó là cái cơ chế rất là phức tạp. Trong đó chúng ta thấy tham gia các thành phần như ADP, epinephrine nội sinh, collagen đều làm tăng tính kết dính của tiểu cầu. Các tiểu cầu là giải phóng ra ADP, acid arachidonic, rồi enzyme cyclooxygenase hay là acid arachidonic thì chuyển hóa thành prostaglandin, endoperoxid, sau đó chuyển thành cái thrombosan A2. Dưới tác dụng của thrombosan thì synthase 1 thì có hoạt tính co mạch và làm tăng kết dính tiểu cầu, và cùng với đó là tế bào nội mạch mạch máu cũng có thể tiết ra prostaglandin 1 làm giãn mạch và ức chế ngưng tập tiểu cầu. Cả hai loại chất vận mạch thì có vai trò quan trọng trong duy trì thăng bằng trong sự hình thành tiểu cầu fibrin, và tiểu cầu bắt đầu cái dính với nhau và dính lớp nội mạc của mạch của cái mảng sơ vữa và cục máu đông trắng chứa tiểu cầu và fibrin đã hình thành. Và đây là cái hình ảnh trên kính hiển vi điện tử, chúng ta thấy hai khái niệm để học từ hồi E3, đó là hình ảnh cục huyết khối trắng được tạo bởi tiểu cầu và fibrin, và hình ảnh cục huyết khối đỏ hot được tạo bởi hồng cầu và fibrin. Và các yếu tố mô thì có vai trò quan trọng trong hoạt hóa cái hệ thống đông máu, được bài tiết vào dòng thác đông máu và được kích hoạt cho sự tiếp, và cái sự tiếp xúc này tạo thành cục huyết khối đỏ chứa thành phần chủ yếu là hồng cầu và fibrin trong lòng mạch. Và khi người ta giải phẫu tử thi ra ấy, thì người ta thấy rằng khi hút cục máu đông như là bác sĩ Cương, trong trường hợp mà lấy huyết khối nội mạch hút ra, thì người ta nghiên cứu thấy rằng là cái huyết khối trong động mạch não thường là có quả gốc bao gồm cả huyết khối trắng và huyết khối đỏ. Và các mảng sơ vữa và hẹp mạch đã gây ra nhồi máu não, và nó nhiều cách khác nhau, và chúng ta có thể liệt kê những cách sau đây
đó là do sự dày dần lên của nội mạc dẫn tới hẹp mạch. Động học dòng máu tạo thuận lợi hình thành của cục khối tại chỗ, dễ bong ra và dễ di chuyển, gây tắc mạch vùng xa. Các yếu tố liên quan tới vật lý có vai trò quan trọng. Dòng máu tại chỗ chia đôi của các động mạch thì rất phức tạp. Chúng ta thấy một ngã ba sông rất phức tạp. Cả những người đã có hẹp lẫn người không có hẹp thì dòng chảy xoáy rồi chia tách dòng để chống dòng, đó là những cơ chế trong vật lý thường cũng gây ra tùy theo từng vị trí của động mạch, đó là khác nhau. Khi động mạch bị hẹp, tốc độ dòng chảy tăng thì ở trung tâm và sự tách dòng chảy cũng rõ rệt, và dòng chảy chậm lại một vài vị trí của động mạch, đặc biệt là lớp sắt bên ngoài động mạch. Khi động mạch bị lấp tắc bán phần hoàn toàn thì cả tốc độ dẫn lưu lẫn lưu lượng dòng máu đều giảm, và tưới máu thuận chiều trở nên ít hiệu quả, và hậu quả là giảm tưới máu, giảm mức lưu thành mạch và giảm cái làm đẩy trôi các cục thuế tắc di chuyển, đặc biệt ở cái vùng giáp ranh ở đoạn tận của động mạch, và giảm tưới máu và huyết khối di chuyển. Đây là hai thành phần tác động qua lại và tạo điều kiện cho nhiều máu nó hình thành. Ngoài ra nó còn thêm cả cái chảy máu trong mảng xơ vữa nữa. Và khi mà bị tắc thì nó sẽ dẫn đến cái triệu chứng của mảng xơ vữa. Cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng là các nhà lâm sàng cũng đều hiểu rằng có các thực thể khác nhau của đột quỵ. Thì tôi cũng xin nói qua ở đây, đó là các cơn tai biến mạch não thoáng qua thì thường nó gây ra bởi giảm lưu lượng mạch máu hoặc là huyết khối di chuyển trong trường hợp mà giảm tưới máu do tuần hoàn bằng hệ không phù hợp. Các cơn thường ngắn và lặp lại và có tính chất định hình. Các cơn này là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ tương ứng với vùng cấp máu động mạch cảnh trong. Các cơn TIA do huyết khối di chuyển thì thường đơn độc và kéo dài hơn, triệu chứng thường tương ứng với nhánh động mạch bị tổn thương. Trong hầu hết các trường hợp thì nhồi máu di chuyển liên quan tới hẹp mạch cảnh gây ra triệu chứng của động mạch não giữa, và biểu hiện mù thoáng qua cũng là triệu chứng hay gặp do huyết khối di chuyển tới động mạch trung tâm của võng mạch. Tắc động mạch cảnh hoàn toàn khi động mạch cảnh trong bị lấp hoàn toàn và cơ chế giảm tưới máu hoặc là di chuyển đều có thể gây triệu chứng phụ thuộc vào tuần hoàn bằng hệ ở đa giác Willis cũng như là ở ổ mắt. Nguy cơ cao nhất của TIA hoặc đột quỵ xảy ra sớm trong thời gian xuất hiện tắc nghẽn, nguy cơ giảm dần sau năm đầu tiên. Và thay đổi hoạt tính của thành mạch, đây là đặc tính thay đổi trong chức năng động học mạch máu và đóng vai trò quan trọng để giải thích cho các triệu chứng của bệnh nhân hẹp động mạch cảnh. Và triệu chứng thường rõ rệt và nặng ở những người có trữ lượng máu não thấp và suy giảm so với người bình thường. Đây là những người mà, và chúng ta cũng thấy là về mặt lâm sàng, những người già khi mà bị giảm tưới máu do tụt huyết áp kéo dài thì cái nguy cơ bệnh nhân bị đột quỵ, cái thiếu máu não do trong cái cơ chế này rất là rõ ràng. Và các biểu hiện lâm sàng thường tương ứng của động mạch cảnh ngoài sọ, như là chúng ta cũng có thể nghe được là tiếng thổi động mạch cảnh và nhồi máu não. Hẹp động mạch cảnh cũng có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn gây ra triệu chứng. Và tiếng thổi động mạch cảnh thì thường nghe thấy ở chỗ bắt đầu của động mạch cảnh trong khi hẹp từ 70% trở lên, và hoặc là đường kính chỗ hẹp còn lại dưới 1,5 mm. Tiếng thổi cục bộ thường gợi ý hẹp động mạch cảnh trong. Tiếng thổi với âm sắc cao gợi ý tốc độ dòng chảy lớn qua chỗ hẹp, và độ dài của tiếng thổi càng mạnh, mức độ hẹp càng nhiều. Và đây là một số cái thực thể khác mà chúng tôi cũng không nhắc lại: thực thể nhồi máu não, thực thể nhồi máu võng mạc, nhồi máu bán cầu và bán cầu não. Và sơ vữa động mạch cảnh trong sọ cũng là nguyên nhân quan trọng hay gặp của những người quần thể gốc người châu Á trong các nghiên cứu của Mỹ. Thì ở Mỹ thì sơ vữa động mạch nội sọ trong các nghiên cứu là 8-10% trường hợp đột quỵ não. Còn những người quần thể người châu Mỹ, người châu Á thì con số này cao hơn, là 30-50%. Và các yếu tố nguy cơ của hẹp động mạch trong sọ cũng tương tự với nhóm sơ vữa nói chung, bao gồm như chúng ta đã nhắc ở trên, như tuổi, tăng huyết áp, rối loạn lipid của tuổi đã và đái tháo đường. Và hẹp tuần hoàn não trước chúng ta đã nói, và đây nó đi sâu vào một số các triệu chứng và chúng tôi xin cũng không có nhiều thời gian, chúng tôi xin đi qua cái nhóm là hẹp động mạch sơ vữa động mạch và hẹp gây ra rối loạn cung cấp máu ở tuần hoàn não sau. Thì đối với tuần hoàn não sau, đây là một thực thể
rất là phức tạp, mà trong nhiều trường hợp ở cấp cứu khi vào chúng tôi cũng rất là kinh hoàng vì việc chẩn đoán của nó rất là khó khăn. Thì triệu chứng của nhồi máu động mạch não sau do hẹp động mạch đuôi sống thân nền trong sọ thì rất là đa dạng, đó là chóng mặt, nôn, buồn nôn, có khi cũng yếu một chi một bên hoặc cả hai bên, và có biểu hiện thất điều dáng đi, nói khó, nhìn đôi, rung giật nhãn cầu, rối loạn ý thức, ván manh hoặc là mù vỏ não. Các vị trí tổn thương thì đa dạng, thì cũng tương đương với triệu chứng như thế thì các vị trí tổn thương cũng khá là đa dạng. Cơ chế di chuyển từ động mạch sang động mạch của huyết khối động mạch đốt sống có thể gây ra tai biến động mạch thoáng qua hoặc nhồi máu não cấp máu ở vùng thân nền hoặc nhanh nhóm của nó, các nhánh của nó. Các sơ vữa động mạch thân nền thường gây ra nhồi máu não cầu não do tắc lỗ mở nhánh bên, và triệu chứng ưu thế thường là vận động và vận nhãn. Ít gặp hơn là một số trường hợp nhồi máu não ở bụng, phần bụng của cầu não do huyết khối di chuyển của động mạch thân nền, nó có thể gây ra hội chứng khóa trong. Tiếp là nhồi máu não hai bên mái của cầu não thì gây ra suy giảm ý thức và hôn mê, tắc phần đỉnh của thân nền, hội chứng đỉnh thân nền, gây nên nhồi máu trong não, đồi thị, thái dương và chầm hai bên cấp máu bởi động mạch não sau. Và triệu chứng thường là giảm tỉnh táo, rối loạn hành vi, trí nhớ, vận nhãn và đồng tử. Đây tôi nói là những triệu chứng mà gọi là trong cái bối cảnh của khoa cấp cứu rất là bận rộn, và nó cũng làm du ngủ rất chúng ta bởi nhiều cái vấn đề khác. Cho nên là đối với khi mà chúng ta biết được những cái vấn đề nó phức tạp của cái đột quỵ não ở tuần hoàn não sau này thì chúng ta phải lưu ý hơn rất nhiều, vì nó không hề dễ một chút nào đối với bác sĩ cấp cứu. Và hầu hết các ổ nhồi máu động mạch não sau thì thường xuất hiện do cơ chế huyết khối di chuyển từ đoạn động mạch ở gần hơn, và triệu chứng thường gặp như chúng ta đã nói trên, mù vỏ não, bán manh, mất chú ý thị giác. Rồi nhồi máu do sơ vữa tại chỗ của động mạch não sau thì ít gặp hơn, nhưng có thể gây nhồi máu trung não do tắc lỗ mở của nhánh bên trên. Và tóm lại cái bài báo cáo hôm nay ở đây chúng ta trong vòng 20 phút thì tôi cũng xin được điểm qua như vậy. Và đây là những cái phần quan trọng, rất quan trọng, đó là vấn đề về sơ vữa động mạch. Đây là vấn đề và khá là thời sự, nó cũng thể gặp trong nhiều nhóm mạch máu khác, nhưng trong nhóm đột quỵ chúng ta hiểu hơn một chút về cơ chế, về những cái biểu hiện và những phần liên quan đến các bệnh lý về đột quỵ từ mạch máu lớn trong ngoài sọ, hay thậm chí ở những nhánh xiên nhỏ hơn cũng có thể có liên quan đến sơ vữa, vấn đề sơ vữa động mạch trong và ngoài sọ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài báo cáo đầu tiên của phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, đây là tổng quan bệnh học sơ vữa động mạch trong và ngoài sọ. Như chúng ta biết đấy, trong buổi tham gia chương trình này thì tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Sĩ, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bác sĩ Sĩ là một chuyên gia về tim mạch và cũng là liên quan đến đột quỵ. Thì hôm nay chúng ta rất vui mừng có sự tham gia của bác sĩ, và trong phần thảo luận tiếp theo thì cũng xin mời bác sĩ chia sẻ các cái thực hành trong lâm sàng cũng như trong quá trình điều trị, đặc biệt là bệnh viện tỉnh Thanh Hóa có khoa thần kinh hiện nay cũng là một trong những nơi phát triển rất mạnh, đã nhận giải thưởng Platinum 2 lần liên tiếp. Tí đây thì xin mời bác sĩ Sĩ phát biểu ý kiến. Và trong chương trình này thì đồng hành cùng với tôi thì có tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Việt Tiệp. Thì tiếp theo thì mời tiến sĩ Huyền cùng đồng chủ tọa, và chúng ta sẽ có 10 phút để có các cái phần thảo luận cho mỗi bài. Thì đầu tiên xin mời tiến sĩ Huyền phát biểu ý kiến và chủ tọa mời. Vâng, kính chào ạ. Alo, alo, giáo sư Tôn nghe thấy không ạ? Có chị ạ. Vâng, kính thưa giáo sư Tôn cùng toàn thể các anh chị các đầu cầu thì nhưng mà lúc trước thì hãng có nói rằng là chương trình có sau 4 báo cáo thì mới thảo luận, cho nên là không biết là giáo sư Tôn sẽ chỉ đạo như thế nào, thảo luận sau mỗi bài báo cáo luôn ạ. Dạ vâng, xin phép chị Hiền và anh Sĩ thì chúng ta cứ sau mỗi bài có 10 phút thảo luận.
và cũng nhân dịp để giới thiệu chị Hiền và dẫn chị Luân cho 6 đầu cầu để biết cùng về thăm vọng. Xin mời chị. Vâng, kính thưa giáo sư Tôn cùng các anh chị báo cáo viên và các đầu cầu, thì đối với vấn đề đột quỵ não là một vấn đề mà rất là nóng hổi và rất và được quan tâm rất nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu năm 2021 có những cái trường hợp bệnh nhân với những người nổi tiếng bị xảy ra tử vong và đã nghĩ đến đó là đột quỵ. Nhưng mà và bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cũng vậy thôi, cũng là một đơn vị mà điều trị rất nhiều các bệnh nhân về đột quỵ, trong đó có chảy máu, nhồi máu, với các phác đồ điều trị cả về nội khoa cũng như là vấn đề can thiệp trong những giờ đầu. Thì bài báo cáo của Phó Giáo sư Hải đã đưa ra về vấn đề xơ vữa động mạch cả trong sọ và ngoài sọ, thì đấy là một cái nguyên nhân chiếm khoảng 30% nguyên nhân của cái nhồi máu não. Nhưng mà cái vấn đề điều trị của đối với bệnh nhân mà nhồi máu não do xơ vữa động mạch thì cũng còn nhiều bác sĩ chưa được cũng chưa có cái sự đồng thuận, tức là có can thiệp hay không, điều trị phác đồ như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này sẽ chúng ta sẽ có những cái cập nhật, và tất cả các bệnh viện ở các nơi cũng như là các tuyến chúng ta sẽ có một cái thống nhất cập nhật và để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Ví dụ như là cái phác đồ dùng statin như thế nào, rồi là có can thiệp hay không trong những cái trường hợp xơ vữa các mạch ở trong sọ. Thì cái đấy thì có lẽ là chuyên khoa thần kinh thì chúng ta cập nhật nhiều hơn, nhưng mà các bác sĩ nội khoa khác thì tôi thấy rằng là còn có những cái giới thiệu hoặc là cái điều trị bệnh nhân chưa được cập nhật nhiều vào giáo sư Tôn ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Huyền. Xin tiếp theo thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Sĩ, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến ạ. Xin trân trọng kính chào phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai. Kính thưa các thầy, các cô, các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp và các đầu cầu. Hôm nay thì Thanh Hóa có đầy đủ các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp trên lĩnh vực tim mạch, thần kinh. Và sau khi nghe bài báo cáo của phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải thì anh em cũng có thêm được những cái thông tin về những cái vấn đề về xơ vữa động mạch trong và ngoài sọ. Vấn đề này thì thực hành lâm sàng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng như là một số tỉnh có cái quy mô tương tự thì chúng tôi gặp cũng rất nhiều. Tuy nhiên thì việc triển khai các cái kỹ thuật trong cái điều trị ấy, thì chúng ta cũng có những cái bàn luận và những cái trao đổi để chúng ta triển khai tốt hơn để làm rõ hơn các cái nội dung này. Thì tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoành Sâm, trưởng khoa thần kinh đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sẽ có một số cái trao đổi xung quanh cái bài báo cáo của phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoành Sâm. Alo. Kính chào phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, kính chào tiến sĩ Huyền, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Thì báo cáo với kính chào các đồng nghiệp và các đầu cầu. Thì báo cáo với hội nghị hôm nay thì cái bài của phó giáo sư Hoàng Bùi Hải thì nói về cái cơ chế bệnh sinh trong thực tế lâm sàng, thì có lẽ là trong tuần sau, đợt sau, lần sau thì chúng tôi sẽ có một cái ca lâm sàng nó cũng khá là hay mà nó phổ cập về cái vấn đề hẹp động mạch não trong và ngoài sọ, thì tôi sẽ cụ thể hơn. Nhưng mà trên cái báo cáo của tiến sĩ Hoàng Bùi Hải thì tôi chỉ có tham gia một ý kiến hỏi là trong, mặc dù là trong cái tuần hoàn não sau, thực sự nói đây là cái thách thức của tất cả các bác sĩ cấp cứu và kể cả vấn đề là thách thức của bác sĩ làm đột quỵ, thì nó sẽ bị nhầm lẫn với rất nhiều cái triệu chứng về lâm sàng, đặc biệt là có những cái trường hợp mà vào nó có chỉ có dấu hiệu mà nó rất là lu mờ. Thế thì cũng xin hỏi các thầy là để có những cái gợi ý như thế nào đấy để mình biết là cái này khả năng nhiều là bên đột quỵ và đột hoàn não sau. Xin hết ạ. Cảm ơn phần câu hỏi của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoành Sâm, trưởng khoa thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bây giờ thì các thầy cô và các anh chị bằng các bạn đồng nghiệp sẽ dành một thời gian nho nhỏ để cho tiến sĩ Phạm Phước Sung, chuyên ngành về thần kinh,
trưởng phòng đào tạo chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh xin trao đổi về cái nội dung bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Bùi Hải. Vâng, kính thưa các thầy, cô, các anh chị, kính thưa bác sĩ Trung Hà Lê Văn Sĩ cùng anh chị đầu cầu Thanh Hóa. Trong cái bài báo cáo và trao đổi của Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải đấy thì có rất nhiều nội dung, nhưng trong đấy thì có hai cái nội dung tương đối là khó. Đó là liên quan đến TIA trong các cái bệnh lý mà sơ vữa nó gây ra. Và cái nội dung thứ hai đó là nhồi máu tuần hoàn sau, thì anh Sâm cũng đã vừa đề cập. Trên thực tế thì anh em chúng tôi ở Thanh Hóa làm, mà bản thân tôi thì cũng làm đột quỵ cũng nhiều năm, nhưng mà cũng va vấp cũng những cái trường hợp cũng rất là khá là cay đắng. Ta phải nói cái từ là cay đắng là vì chúng ta cũng đã để hụt mất cái thời điểm vàng để chẩn đoán, và chúng ta đã chẩn đoán muộn vì có nhiều cái lý do, có cái sự mix giữa nhiều cái bệnh mà nó triệu chứng nó không rõ ràng. Đặc biệt đối với tuyến tỉnh thì nó khác với tuyến trung ương. Tuyến trung ương thì cái nguồn lực về con người, về phương tiện rất sẵn 24/7. Nhưng mà đối với tuyến tỉnh, kể cả như bệnh viện chúng tôi thì có máy MSCT, nhưng mà để vận hành một cách giống như trong giờ làm việc thì không phải là đơn giản. Mà mỗi khi chỉ định thì phải hết sức là cân nhắc và xem là cái khả năng mà nghĩ đến tắc tuần hoàn sau có cao không. Chứ nếu như mà chúng ta chỉ định một cách rộng rãi giống như tuyến trung ương thì rất là khó. Và như thế chúng ta cũng sẽ tự làm khó cho đồng nghiệp vào những cái lúc mà chúng ta trực đấy. Chính vì vậy đấy là cái chủ đề khó, và chúng tôi cũng rất cần các thầy cô mà trao đổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn, đặc biệt là những cái ca lâm sàng. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là về TAA, cơn đột quỵ thoáng qua, thì chúng ta biết rằng có nhiều cái chẩn đoán phân biệt, phải nói là đến mười mấy cái chẩn đoán phân biệt. Và hiện nay các anh em bác sĩ, kể cả là trong chuyên ngành cũng như ngoài chuyên ngành, và đặc biệt là ngoài chuyên ngành ấy, thì cái sự lẫn lộn rất là lớn. Mặc dù khái niệm thì rất là ngắn, định nghĩa thì rất là rõ, nhưng mà để vận hành nó được vào trong lâm sàng thì không hề dễ một chút nào. Thực sự phải những người làm tương đối lâu và có kinh nghiệm và cũng phải thấm nhuần thì mới phân biệt được. Và cái chẩn đoán cơn thiếu máu cục bộ não thoáng qua hiện nay là chúng ta rất là lạm dụng. Thì một lát nữa cũng xin ý kiến của anh Tôn, của Phó Giáo sư Tôn và Phó Giáo sư Hải, chúng ta làm rõ thêm cái ý này và chia sẻ thêm một số kinh nghiệm nữa để cho anh em đồng nghiệp rõ hơn. Mặc dù chúng tôi cũng có vài thảo luận nhưng tôi nghĩ là chưa thấm, chưa đến, nó chưa đạt. Và tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Phạm Phước Sung. Xin chuyển lại đầu cầu cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Duy Tôn tiếp tục chủ trì các điểm cầu. Vâng, kính cảm ơn các cái vấn đề trao đổi của Tiến sĩ Lê Văn Sĩ và Tiến sĩ Sâm là trưởng khoa thần kinh, Tiến sĩ Sung là phó khoa thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và chúng tôi cũng xin sơ sót là lúc đầu chưa giới thiệu các đầu cầu, tôi xin giới thiệu cái đầu cầu tiếp theo. Xin mời đầu cầu Nghệ An, xin mời Tiến sĩ Hòa là giám đốc trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho ý kiến. Có không? Tiến sĩ Hòa có không? Tiến sĩ Hòa nếu chưa có thì mời bác sĩ Huyền là trưởng khoa thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ạ. Nếu mà chưa có câu gì thì chúng ta sẽ sang phần thảo luận. Như tôi đề cập đấy, có 10 phút thảo luận, bây giờ còn khoảng 3-4 phút nữa thì mời Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải chia sẻ các cái ý kiến của mình trước các cái câu hỏi của các thầy, các cô ở đầu cầu của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và đầu cầu các thầy cô của Bệnh viện Đa khoa Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Xin mời Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải. Cảm ơn Phó Sư Mai Duy Tôn. Cảm ơn gửi lời chào trân trọng tới các quý vị đại biểu, các chủ tọa đoàn ở các đầu cầu, cho bác sĩ chuyên khoa Lê Văn Sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Thì đúng là mà cái bài tôi vừa báo cáo đúng là múa rìu có mắt thợ, vì tôi biết là bác sĩ Lê Văn Sĩ cũng đã từng nghiên cứu rất nhiều năm về, từ khi tôi còn sinh viên thì đã thấy bác sĩ sĩ báo cáo thạc sĩ về là dày trung mạc động mạch cảnh, tôi còn rất nhớ như vậy. Và cái những cái câu hỏi mà bác sĩ Sâm và bác sĩ Sung hay những vấn đề nêu lên đúng thật là với những người ngoại đạo, chúng tôi được phép gọi là những người ngoại đạo cũng thì cái việc này càng khó hơn. Tuy nhiên là
dù ít hay nhiều thì chúng tôi cũng đang tham gia vào cái việc mà tuyển lựa các bệnh nhân để cho bệnh nhân được hưởng lợi tất cả những gì thành quả của chúng ta, của ngành thần kinh, chúng ngành hồi sức cấp cứu được hưởng, đó làm sao để chẩn đoán sớm nhất và làm sao để sử dụng được những kỹ thuật tiêu sự huyết, lấy huyết khối được phù hợp. Thì cũng chia sẻ với tiến sĩ Sâm, tức là chúng ta thấy rằng là phải là tiến sĩ Sung nữa, thì đúng là ở các bệnh viện tuyến cao hơn, chúng ta có nhiều điều kiện hơn, chúng ta cũng đã gặp những trường hợp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta nhờ cái việc mà chẩn đoán sớm cũng đã thay đổi cục diện. Thì trong đó cái đột quỵ tuần hoàn não sau là vấn đề ngay cả chúng tôi thi thoảng cũng đang còn gặp những cái trường hợp mà nó khá là muộn, mà đó là nằm ngoài trong cái khả năng của chúng tôi. Thì đối với bác sĩ cấp cứu thì trong một cái team đơn vị đột quỵ thì chúng tôi thấy là kinh nghiệm đầu tiên là cần phải thảo luận với nhau, gặp những cái ca khó là thảo luận với nhau. Thì trong cái team của chúng tôi có cả bác sĩ thần kinh, có bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và có bác sĩ cấp cứu, thì chúng tôi thảo luận với nhau về những ca khó. Nhưng mà kinh nghiệm mà tôi vẫn nói chung là trong mang chất lâm sàng nhất của một bác sĩ cấp cứu khi mà đi buồng cùng anh em, đó là một cái người nào đó mà tự nhiên nó có những cái biểu hiện rất khác thường về mặt độ tập trung chú ý, hoặc là về ý thức, hay là có những biểu hiện của ngay cả cái gọi là tiền đình, chúng ta hay gọi cái tiền đình, thì rất khó để phân biệt ra tiền đình trung ương hay ngoại biên. Thì chúng tôi dựa vào cái đúng là cái bài hôm nay đã giúp chúng tôi rất nhiều, là đó là chứ nguy cơ bệnh nhân có nguy cơ về bệnh lý mạch máu nào không, nguy cơ của xơ vỡ mạch hay không, và nguy cơ của đột quỵ, nguy cơ của các bệnh lý nguy cơ tim mạch hay không. Nếu có những trong đó những dấu hiệu đó thì cho chúng ta đừng tin rằng là đây là một cái trường hợp gọi là hội chứng tiền đình ngoại biên chóng mặt đấy, tôi không tin đấy, chúng tôi bàn là như vậy. Và tôi thường thúc giục các bác sĩ là nên đi chụp. Thì ban đầu thì chúng tôi rất tin tưởng vào cái việc là chụp CT, và cũng có một số lần hội thảo thì các một số thầy trong chuyên ngành thần kinh cũng có nói rằng các anh nên là chụp CTA. Nhưng mà cũng có những lúc mà chúng tôi đã áp dụng cách như vậy, khi đi chụp CT thì các bác họ không thấy cái gì cả, thôi đi về. Thì sau đó thì bệnh nhân thể hiện rõ ra một cái đột quỵ và chụp đột quỵ tuần hoàn não sau rất lớn. Thế thì chúng tôi đã thảo luận lại với bên chẩn đoán ảnh cũng như là bên thần kinh, chúng tôi quyết định những bây giờ những trường hợp như vậy là chúng tôi sẽ chụp cộng hưởng từ sớm. Ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì có thể chụp được cả 24/7, vì vậy là chúng tôi ưu tiên trong những trường hợp nghi ngờ của nó đằng sau là chụp cộng hưởng từ. Thì tôi cũng xin vì nó cũng không có nhiều thời gian nên cũng đặt một câu hỏi cho, vì nó rất liên quan đến cái bài báo cáo mà Khoa cách trình bày. Tôi thấy rằng là cái hình ảnh cục huyết khối trắng và huyết khối đỏ đấy, thì huyết khối trắng là được tạo bởi tiểu cầu và fibrin, huyết khối đỏ và hồng cầu fibrin. Thì tôi cũng xin có một câu hỏi cho phó sư Mai Trung Tôn, người có rất nhiều kinh nghiệm trong dùng thuốc tiêu huyết trong bệnh nhân đột quỵ, thì cái hai cơ chế tạo huyết khối này ở trong cái huyết động mạch lớn và động mạch nhỏ nó cũng có sự khác nhau một chút. Tuy nhiên là hai cái cơ chế hay hai cái thành phần huyết khối trắng và huyết khối đỏ trong một cục máu đông ở trong động mạch não đột quỵ như thế, thì nó có làm ảnh hưởng đến cái việc hiệu quả của việc dùng thuốc tiêu sữa hay không. Thì chúng ta biết rằng thuốc tiêu sữa huyết thì chủ yếu tác động vào fibrin, còn cái tiểu cầu và màng xơ vữa thì ít tác dụng. Thì nó có quyết định gì cho trong việc chúng ta lựa chọn như là huyết khối từ tim hay là huyết khối do xơ vữa? Xin cảm ơn phó giáo sư Hoàng Bùi Hải. Chương trình của chúng ta nó cũng hơi quá thời gian một chút, thì cái phần thảo luận tiếp theo chúng ta sẽ có trong các cái bài báo cáo của 3 bài tiếp theo. Thì xin trân trọng bước sang cái bài thứ hai, đấy là mời tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cương sẽ trình bày cái bài ứng dụng lâm sàng hình ảnh trong điều trị đột quỵ thiếu máu não. Và chúng ta sẽ có một số các ý trong các cái câu hỏi các thầy vừa đề ra. Xin mời tiến sĩ Cương. Tiến sĩ Cương có 20 phút để báo cáo ạ. Xin mời.
Tiến sĩ Cương bắt đầu đấy ạ. Dạ vâng ạ. Phó giáo sư Tôn đã có nhìn thấy trên màn hình của em không ạ? Có rồi ạ. Xin mời thầy ạ. À, vâng ạ, em xin phép được bắt đầu. Xin kính chào các bác sĩ đồng nghiệp, kính chào ban chủ tọa, phó sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, tiến sĩ Huyền Việt Tiệp Hải Phòng. Xin chào các bác sĩ ở các đầu cầu, ở các tỉnh. Tôi cũng xin được cảm ơn công ty Sanofi đã tổ chức một buổi hội thảo rất là bổ ích ngày hôm nay. Trong cái khuôn khổ của bài trình bày này thì tôi xin trình bày về ứng dụng lâm sàng hình ảnh trong điều trị đột quỵ thiếu máu não. Thì không biết slide. Chúng ta biết rằng là cái vai trò của hình ảnh trong đột quỵ thiếu máu não, đột quỵ tắc mạch não thì nó xuyên suốt từ khi bệnh nhân bắt đầu vào để chẩn đoán cái đột quỵ đến khi mà bệnh nhân được chỉ định can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ và đường nội mạch, đến khi mà theo dõi sau điều trị thì nó xuyên suốt cái quá trình đến khi bệnh nhân ra viện thì thôi. Và trong cái bài trình bày của tôi hôm nay thì tôi xin nhấn mạnh về cái chẩn đoán đột quỵ tắc mạch não. Đây là một cái mà nó sẽ quyết định cái việc là bệnh nhân này nó có được cứu sống hay không và tiên lượng của bệnh nhân ra sao. Về vai trò của chẩn đoán hình ảnh thì để loại trừ thứ nhất là loại trừ cái xuất huyết và các cái nguyên nhân khác, thứ hai là xác định được vùng lõi tổn thương nhồi máu, thứ ba là xác định vị trí tắc, thứ tư là xác định được vùng thiếu máu, và thứ năm là để xác định tuần hoàn bằng hệ. Trong đó thì ba cái vai trò đầu tiên nó sẽ quyết định cái chuyện là điều trị bệnh nhân như thế nào. Trong các phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì ở đây các tuyến tỉnh và tuyến huyện thì chúng ta đều có trong tay các cái công cụ gồm cả máy CT hay máy cộng hưởng từ. Như vậy vận dụng mỗi một cái công cụ này như thế nào trong cái thực tế lâm sàng của từng bệnh nhân thì sau cái bài báo cáo của tôi hôm nay thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể vận dụng một cách linh hoạt các cái phương tiện mà các anh chị các bạn có trong tay. Thứ nhất là nói về cái chuyện là loại trừ cái xuất huyết và định hướng một cái chẩn đoán là nguyên nhân đột quỵ do tắc mạch não thì chắc chắn là phải dựa vào chẩn đoán hình ảnh rồi, bởi vì là rất nhiều các cái vấn đề về giống như đột quỵ cũng khiến cho bệnh nhân vào viện và chúng ta không thể phân biệt được liệu có phải là bệnh nhân vào vì u não hay vì một cái đột quỵ hoặc là vì một cái bất thường khác giống như là đột quỵ. Thì trong khi mà chúng ta loại trừ được cái xuất huyết não thì chúng ta có phương pháp là chụp các lớp vi tính không tiêm. Các lớp vi tính là một phương pháp mà rất là nhạy cho việc là phát hiện chảy máu não, thậm chí là rất là rõ ràng, chúng ta nhìn thấy cái tăng tỷ trọng tự nhiên là có thể thấy được ngay, và hầu như các bác sĩ lâm sàng đều có thể dễ dàng chẩn đoán được cái chảy máu não trên phim chụp CT. Ngược lại thì một số các tổn thương khác giống như là nhồi máu cũng có thể dễ dàng phát hiện được trên CT, và chúng ta dựa vào cái hình ảnh, nếu mà nhồi máu thì cái vùng tổn thương nhu mô não nó đi theo cái vùng cấp máu của một cái động mạch não nào đó, còn tổn thương khác thì không. Đối với cộng hưởng từ thì sao? Cộng hưởng từ thì nó lại không dễ như CT, cho nên là đôi khi sẽ làm khó khăn cho các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ hồi sức cấp cứu khi mà tiếp nhận cái bệnh nhân, vì là xuất huyết não trên cộng hưởng từ nó thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên dù có thay đổi là nhiều gì chăng nữa thì cái xung T2 sao bao giờ nó cũng có cái viền thoái hóa hemosiderin, nó làm cho cái giảm tín hiệu trên cái T2 sao rất là nhạy để phát hiện ra cái chảy máu não, mặc dù có thể chảy máu rất là sớm cũng đã có xuất hiện những cái viền này rồi. Nếu mà vừa mới chảy xong thì cái viền này nó nhỏ, nó ít, nhưng mà càng chảy nhiều để lâu thì nó xuất hiện cái giảm tín hiệu trên T2 sao nhiều, và cái xung T2 sao nó nhạy đến nỗi mà người ta đặt tên nó một cái tên khác là xung hemo, tức là xung chảy máu trên cái ung thư. Xung T2 sao nó còn nhạy hơn cả các lớp
trong cái việc phát hiện chảy máu não, nhất là những chảy máu não do chuyển dạng sốt huyết não trên một cái nền nhồi máu. Ví dụ như cái bệnh nhân này, chúng ta nhìn thấy cái phim chụp CT thấy một cái vùng nhồi máu ở tùy trán bên phải, không thấy một cái gì khác, tuy nhiên là chụp kia sao đã thấy bắt đầu những chấm đen của cái vùng nhồi máu, vùng sốt huyết chuyển dạng trong cái vi chảy máu trong cái ổ nhồi máu này rồi. Dạ. Bên cạnh đó thì chụp cơ ung thư có thể phát hiện được những cái tổn thương mà chảy máu muộn, mà những cái chảy máu hoặc chảy máu nhỏ mà CT có thể không thấy được. Ví dụ như một cái trường bệnh nhân này, theo những nghiên cứu ấy, thì người ta thấy rằng là CT và cộng hưởng từ thì trong cái pha cấp thì CT và cộng hưởng từ có vai trò phát hiện sốt huyết não như nhau. Còn nếu mà trong pha mà mãn tính hoặc là ổ chảy máu nhỏ hoặc là thoái triển rồi thì cộng hưởng từ nó còn nhẹ hơn cả CT. Đấy, như vậy thì đối với cả cái chuyện là xác định loại trừ cái sốt huyết não hay là nhồi máu não thì CT và cộng hưởng từ trong cái pha cấp của nó thì gần như là bằng nhau, tương đương với nhau. Thì khi mà so sánh với cả CT và cộng hưởng từ trong cái chuyện là khẳng định đột quỵ tắc mạch và loại trừ các sốt huyết não thì tỷ số là 1:1 cho CT và cộng hưởng từ. Tiếp theo là nói về cái xác định vùng lõi. Vùng lõi thì định nghĩa cái vùng lõi là gì? Vùng lõi là cái vùng tổn thương như mô não mà đã chết rồi, tức là khi mà có tái tưới máu thì cái vùng lõi đấy nó cũng không thể sống lại nữa, và cái hậu quả thần kinh nó gây ra thì nó cũng gần như là rất là khó hồi phục lại. Thì để cái xác định vùng lõi trên cái phim chụp CT của cộng hưởng từ là cực kỳ quan trọng, bởi vì đa số các cái nghiên cứu ở trên thế giới người ta lấy một cái chỉ số là khoảng 70mCc là cái vùng lõi, tức là khi mà chúng ta chụp cái phim chụp CT của cộng hưởng từ lên đối với một bệnh nhân đột quỵ tắc mạch não mà trên 70cc cái vùng nhồi máu thì bệnh nhân ấy gần như không còn phương pháp gì để can thiệp tái thông cho dùng cái tiêu sợi huyết hoặc là lấy huyết khối đường động mạch nữa. Thì cái việc xác định cái vùng lõi này là cực kỳ quan trọng. Trong đó thì trên phim chụp CT nếu chúng ta nhìn thấy giảm tỷ trọng thì đã là muộn rồi, và đấy là cái vùng não mà đã chết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta nhìn thấy hạn chế khuếch tán hoặc là tăng tín hiệu trên trung diffusion thì cái vùng não đấy đã cũng đã chết rồi. Nếu tái tưới máu thì cũng không còn sống lại được nữa. Như vậy mục đích của chúng ta phải điều trị bệnh nhân ngay khi mà chưa thấy xuất hiện cái vùng màu trắng này trên diffusion cũng như là cái vùng màu đen này trên phim chụp CT. Tức là nếu mà chụp CT lên bệnh nhân mà thấy bình thường thì đấy là một cái thời gian mà thời điểm mà lý tưởng để cứu bệnh nhân, chứ không nên phải chờ đến lúc mà nó giảm tỷ trọng nữa. Và để xác định vùng lõi thì trên CT thì theo các anh chị trên cái hình ảnh này thì cái vùng lõi của nó nằm ở đâu? Chúng ta đây là một bệnh nhân cũng vào viện bệnh viện Đại học Y và nhồi máu được xác định là liệt nửa người phải, thì chúng ta hãy nhìn ra bên trái. Chúng ta nhìn thấy một cái vùng hơi lờ mờ giảm tỷ trọng ở tùy trán bên trái khi mà so với bên phải, đúng không? Và bệnh nhân này chụp cộng hưởng từ lên ấy, thì nó gần như là rõ 1:1. Như vậy chúng ta thấy rằng là với cái tổn thương mà nhồi máu giai đoạn rất là sớm thì CT có thể chúng ta rất là khó để phát hiện ra hoặc rất mờ ảo, nhưng mà cộng hưởng từ đã có thể phát hiện ra rồi. Cộng hưởng từ nó có thể phát hiện ra những cái nhồi máu ở giai đoạn là trước cả 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy được trên CT thì cái tổn thương ấy, thời gian tổn thương đấy nó phải vài tiếng đồng hồ rồi, hoặc thậm chí là quá 6 tiếng đồng hồ rồi, chứ không phải là không. Cho nên là đối với xác định cái vùng tổn thương lõi thì cộng hưởng từ nó rất là nhạy. Và cộng hưởng từ thì chúng ta hãy xem trên cái xung diffusion, là cái xung gọi là cái xung stroke sequences, tức là nó gần như là một cái xung đột quỵ dùng cho phát hiện sớm nhồi máu não. Và để sâu hơn nữa thì chúng ta đi kèm cái xung diffusion này bắt buộc phải đi với xung ADC, bởi vì nếu mà có những tổn thương nó tăng tín hiệu trên diffusion nhưng mà nó lại không giảm hạn chế giảm tín hiệu trên ADC thì nó cũng không phải là nhồi máu. Thì đây chỉ nói thêm, tuy nhiên là để tự trung lại thì chúng ta xác định cái vùng lõi nhồi máu là cực kỳ quan trọng, vì nếu mà cái vùng lõi này mà quá 70cc thì hầu như không còn có thể tiêu sợi huyết hay là lấy khối đường động mạch nữa, bởi vì nguy cơ xuất huyết chuyển dạng lại sau khi tái thông của cái vùng nhồi máu này là cực kỳ cao. Và cộng hưởng từ thì rất là nhạy trong cái việc là phát hiện vùng lõi.
đối với cả nhồi máu hố sau thì như là giáo sư Hoàng Bùi Hải như cái bài trình bày trước, chúng ta có thể thấy rằng là chụp CT lên thì cực kỳ khó, nhưng mà cộng hưởng từ thì ưu thế tuyệt đối trong cái chuyện là nghi ngờ có nhồi máu hố sau. Rất là may là nhồi máu hố sau nếu chúng ta về chuyên khoa nội thần kinh hoặc là nội về hồi sức cấp cứu, chúng ta khám các triệu chứng chúng ta có thể nghĩ đến cái nhồi máu hố sau và lập tức là cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ luôn thay vì là chụp CT. Thì đối với cả bệnh viện Đại học Y chúng tôi thì 24/24 lúc nào cũng sẵn sàng bật máy lên và chụp cộng hưởng từ bất kể giờ nào khi mà bác sĩ đơn vị đột quỵ thì thần kinh mà nghi ngờ có cái nhồi máu ở hố sau. Về cái kỹ thuật một chút, khi mà đọc cái kết quả CT thì chúng ta cần phải chỉnh cho cái cửa sổ nó gắt một chút, tức là giảm cái cửa sổ xuống. Ở đây chúng ta thấy cùng một bệnh nhân, khi mà chúng ta để cái cửa sổ bình thường thôi thì chúng ta rất khó để nhìn thấy cái giảm tỷ trọng của nhân bèo. Tuy nhiên là chúng ta để gắt, để giảm cái cửa sổ xuống thì tương phản trắng đen nó rõ hơn và chúng ta nhìn thấy cái nhân bèo bên phải nó giảm tín hiệu ngay, rõ ràng. Và đấy là một cái mà để chúng ta đọc kết quả đột quỵ trên CT. Ngoài ra thì khi mà có dấu hiệu đột quỵ và hình ảnh của đột quỵ tắc mạch não trên CT thì chúng ta phải phân cái điểm aspect score, tức là cái vùng mà nhồi máu. Khi mà một bệnh nhân bình thường là 10 điểm, nếu mà cứ cái vùng nào mà giảm tỷ trọng thì chúng ta trừ đi 1 điểm. Ở đây sẵn cái bản đồ này rồi, hai cái lát cắt trên cái phim chụp CT. Và cái điểm aspect này nó có một ý nghĩa là gì? Thường đa số các nghiên cứu người ta lấy cái thang điểm là 7 điểm. Nếu mà dưới 7 điểm thì gần như là không còn khả năng tiêu sợi huyết tĩnh mạch nữa, hoặc là bệnh nhân là huyết khối đường động mạch thì bắt buộc phải là từ 6 điểm trở lên. Tất nhiên là cũng có những nghiên cứu đâu đó người ta lấy những điểm aspect thấp hơn cho cái lấy huyết khối động mạch chẳng hạn, nhưng mà đi kèm với nó thì bao giờ cũng là những cái tai biến hoặc là những biến chứng sốt huyết hoặc là hậu quả về lâm sàng rất là nặng sau này. Cho nên là nếu mà trên 6 điểm aspect thì là một cái rất là tốt để chỉ định. Như vậy để xác định vùng lõi thì chụp cộng hưởng từ nó rất là nhạy hơn là CT, và nó cho phép phát hiện sớm hơn CT. Khi mà CT còn chưa có cái tổn thương gì thì cộng hưởng từ đã có thể phát hiện ra được, và cần phải tính điểm aspect vì cái điểm này nó sẽ quyết định tiên lượng cho cái chuyện là có chỉ định để điều trị tái thông bằng các cái phương pháp tiêu sợi huyết hoặc là can thiệp hay không. Và đối với cả cái tiêu chí là xác định cái vùng lõi thì cộng hưởng từ nhạy hơn CT. Thứ ba là xác định vị trí tắc trên cái mạch máu. Thì xác định vị trí tắc chúng ta có rất là nhiều các cái phương pháp để phát hiện, như là chụp cộng hưởng từ với xung mạch tốt, tiêm thượng đối quang, chụp CTA hoặc là chụp DSA. Đấy. Xác định vị trí tắc này, khi mà chúng ta xác định được vị trí tắc thì đối với những tắc mạch lớn ấy, như là cảnh trong, não giữa, thân nền thì thường là phải kết hợp với cái tái thông bằng dụng cụ, chứ chỉ có tiêu sợi huyết không thì sẽ không hiệu quả bằng cái tái thông bằng dụng cụ. Thì những cái này đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên thế giới rồi. Và ý nghĩa của cái việc xác định vị trí tắc này, chúng ta có thể thấy rằng là cho phép xác định được là liệu có tiêu sợi huyết không, hoặc là chỉ cần tiêu sợi huyết mà chưa cần phải gửi bệnh nhân đi đến một cái trung tâm can thiệp thì cũng được. Hoặc là những nơi mà có thể can thiệp thì chúng ta điều trị thì có thể tiêu sợi huyết, nhưng mà song song với nó bắt buộc vẫn phải lấy huyết khối động mạch. Đối với chụp CT thì rất là nhạy, cái này thì chúng ta không cần bàn cãi nhiều nữa. Đối với CT hơn hẳn cộng hưởng từ trong việc là xác định hiện hình lấy cái động mạch não. Và ngoài ra CT có thể thấy được lấy được rất là rộng, tức là từ quai động mạch chủ lên tiếp trên đến não thì đều có thể thấy được hết, và cái mạch nào mà tắc thì chúng ta sẽ nhìn rõ. Đồng thời CT cũng có thể thấy được những cái tắc do sơ vữa hoặc là các cái nguyên nhân bóc tách thì rất là tốt. Thì với cái xác định vị trí tắc và nguyên nhân tắc thì CT thì rất là tốt. Cộng hưởng từ thì cũng có thể xác định được khá tốt cái vị trí tắc, nhưng mà cái nhược điểm của cộng hưởng từ là nó hay bị nhiễu ảnh ở các vùng xa, không phải vùng trung tâm đó, hoặc là những cái dòng chảy chậm một chút thì sẽ không thấy được. Ví dụ như là có một cái huyết khối tắc cái đoạn xa của động mạch cảnh thì toàn bộ cái động mạch cảnh từ dưới lên trên dòng chảy nó chậm lại thì cộng hưởng từ không phát hiện ra được. Và trên xung mạch tốt chúng ta nhìn thấy cắt cụt luôn từ động mạch cảnh lên tận trên
và chúng ta sẽ rất là nhầm lẫn là liệu là tắc ở chỗ nào, thực sự tắc chỗ nào, thì trên sung tốp của cụm từ không xác định được cái chuyện đó. Nhưng mà lại dựa vào cái sung T2 sao thì lại rất là tốt. Đó, T2 sao với những huyết khối mới nó sẽ có những cái hiện tượng nhiễu ảnh và nó đen xì trên cái T2 sao như này. Và nếu mà chúng ta chụp cái động mạch, chụp cái sung mạch tốp lên, chúng ta không nhìn thấy một cái mạch nào hết. Nhưng thực tế tắc của nó ở đây chúng ta nhìn thấy động mạch đốt sống và động mạch thân nền. Động mạch đốt sống thì không nhìn thấy, mạch đốt sống bên trái chúng ta không biết liệu nó tắc ở dưới ở cổ hay tắc ở lơ lửng ở trên hay là tắc ở đoạn đổ vào động mạch thân nền. Thì trên sung T2 sao chúng ta nhìn thấy một cái huyết khối. Và có một cái thú vị là trên cái T2 sao ấy, hoặc là sung nhạy từ ấy, thì nó giảm tín hiệu và nó nhiễu, thì đồng nghĩa với việc là cái huyết khối đấy là huyết khối mới, thường là dưới 6 tiếng đó. Thì càng về lâu gần đến 6 tiếng hoặc qua 6 tiếng thì cái nhiễu ảnh trên cái T2 sao này nó càng ít đi, và qua đó thì chúng ta liên lượng được ngay bệnh nhân này mà can thiệp mà lấy huyết khối thì khả năng thành công rất là cao cho những bệnh nhân như này. Người ta đã nghiên cứu, người ta kết hợp sung mạch tốt và sung T2 sao 3D tức là cắt mỏng ấy, thì người ta thấy rằng là độ nhạy trong cái việc xác định vị trí của huyết khối là 83%, được hiệu là 94%, cũng khá là ổn cho cái cộng hưởng từ, tuy nhiên là vẫn không bằng CT. Như vậy thì đối với cả cái tiêu chí này thì chụp CT đã hơn cộng hưởng từ. Với ba cái tiêu chí mà chúng ta phát hiện được, thứ nhất là xác định được là nhồi máu não, thứ hai xác định được vùng lõi là để xem là có còn chỉ định hay không, thứ ba là nếu mà lại xác định được vị trí tắc đó, thì với cái thời gian khởi phát rõ dưới 6 tiếng mà chúng ta chỉ cần ba cái tiêu chí này thôi là đủ để chúng ta quyết định được là bệnh nhân này cần phải làm gì, đúng không? Cần đi tiêu sợi huyết hay là cần lấy khối động mạch hay là không còn khả năng điều trị gì để tái thông cho bệnh nhân nữa, thì rất là rõ. Ngược lại thì với những bệnh nhân không rõ thời gian khởi phát thì lúc bây giờ chúng ta cần phải làm thêm, và lúc bây giờ bệnh nhân đồng nghĩa việc là mất thời gian hơn, đó là xác định vùng thiếu máu bằng cái xác định vùng thiếu máu bằng cái sung hoặc là bằng cái kỹ thuật perfusion tưới máu hoặc là tuần hoàn bằng hệ để bây giờ tiên lượng xem là bệnh nhân làm cái gì. Nói về vùng thiếu máu thì ở đây cái hình này cho thấy chúng ta thấy rằng là cái vùng đỏ, màu đỏ chính là vùng thiếu máu, cái vùng này khi mà tái thông dòng chảy thì nó lại sống lại, còn nếu mà cứ để nguyên như thế nó tắc thì nó chết dần đi và sẽ tiến triển thành nhồi máu diện rộng. Mục đích của các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh là phải xác định được là một cái bệnh nhân tắc mạch não lớn, đồng thời là có cái vùng thiếu máu này có rộng hay không. Nếu mà nó rộng và vùng chết rồi nó hẹp, nó nhỏ thì đấy là một cái chỉ định lý tưởng để làm cái can thiệp hoặc là để tiêu sợi huyết cũng như là can thiệp lấy khối đường động mạch. Và chúng ta đương nhiên là chỉ có một cái phương pháp là gọi là perfusion thôi, tức là tưới máu. Tưới máu chúng ta có thể chụp cộng hưởng từ, cũng có thể làm cái sung tưới máu này, chụp CT cũng có thể làm cái kỹ thuật tưới máu này. Và khi mà cái sung diffusion là chúng ta xác định được vùng lõi, tức là vùng chết rồi. Perfusion chúng ta thấy được cái vùng là gọi là vùng thiếu máu. Chúng ta trồng hai cái hình này lên và chúng ta thấy rằng là cái vùng nhồi máu, vùng chết rồi, vùng lõi nó nhỏ và vùng thiếu máu nó rộng, thì đấy là một cái chỉ định chụp can thiệp và để tái thông dòng chảy sẽ tốt cho bệnh nhân, và đấy là giúp cho cái chỉ định. Cái tiêu chí thứ năm là xác định tuần hoàn bằng hệ, thì cũng có nhiều phương pháp xác định tuần hoàn bằng hệ, đó là chụp CT hoặc là chụp cộng hưởng từ cũng có thể xác định được tuần hoàn bằng hệ. Mục đích của tuần hoàn bằng hệ là để xem là tiên lượng là bệnh nhân này có sau khi can thiệp tái thông thì có tốt hay không, kết quả hồi phục về lâm sàng liệu nó có tốt hay không, thì nó sẽ dựa vào cái điểm tuần hoàn bằng hệ. Có những bệnh nhân sau 6 tiếng đồng hồ vào đột quỵ tắc mạch não giữa nhưng mà vẫn còn có thể chỉ định lấy huyết khối động mạch rất là tốt, nhưng cũng có những bệnh nhân vừa bị xong cái mà lấy huyết khối để tái thông thì tiên lượng nó vẫn còn tệ hơn cả cái bệnh nhân mà bị quá 6 tiếng đồng hồ rồi, là nằm ở cái mấu chốt nằm ở cái tuần hoàn bằng hệ. Và người ta chia ra làm các cái mức độ tuần hoàn bằng hệ nhiều hay ít theo cái thang điểm trên chẩn đoán hình ảnh. Đối với cộng hưởng từ thì xác định cái vùng thiếu máu có thể là vùng dùng dòng chảy chậm bằng hệ, dựa vào cái dòng chảy chậm trên sung flare. Chúng ta nhìn thấy các cái mạch trên sung flare nó rất ngoằn ngoèo như này, trong khi bên trái, bên cầu trái thì hoàn toàn là bình thường, lành lặn. Đây là cái vùng mà có dòng chảy chậm do cái bằng hệ từ các cái động mạch não sau hoặc là từ động mạch não trước nó đến, thì đây là cái vùng mà sẽ bị chết khi mà không tái tưới máu. Và
tuần hoàn bằng hệ. Đây là một cái bệnh nhân mà tắc đoạn M2 của bên trái, chúng ta nhìn thấy cái tuần hoàn bằng hệ dòng chảy chậm ở phía sau, chứng tỏ là cái vùng não sau nó đang bò đến và nó nuôi cái phần não ở phía thùy thái dương. Như vậy để tổng kết lại về CT hay cộng hưởng từ mà các anh chị có trong tay ở các cái tuyến của mình đối xử với một cái bệnh nhân là vào viện mà với cái triệu chứng của đột quỵ. Thứ nhất là chúng ta xác định được cái lõi nhồi máu thì cộng hưởng từ sẽ hơn CT. Thứ hai là xác định vị trí tắc thì CT lại hơn cộng hưởng từ. Còn nếu mà xác định được cái huyết khối, xác định chắc chắn huyết khối thời điểm thì cái xung, như tôi đã nói là cái xung thái sao rất là nhạy trong việc xác định cái cục huyết khối đó nằm ở đâu, rất là tốt hơn CT. Về bằng hệ thì hai cái phương pháp này gần như nhau. Ngoài ra thì cái mức độ là sẵn có tất cả các tuyến, tuyến tỉnh, tuyến huyện, chỗ nào cũng có CT thì CT vẫn là sẵn có hơn là cộng hưởng từ, và cái tiến hành nhanh, rất là nhanh so với cộng hưởng từ. Gần như lúc nào máy CT cũng được bật ở các bệnh viện, trong khi máy cộng hưởng từ thì đôi khi cần phải vào bật điện lên xong là mở cửa xong là bật máy các thứ, rất là mất thời gian, nhất là trong đêm. Đấy, thì tùy vào cái cơ sở y tế mà chúng ta có, tùy vào cái sự thỏa thuận giữa các bác sĩ cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, đơn vị can thiệp và đơn vị đột quỵ với nhau mà chúng ta nên chọn là cái phương pháp như thế nào. Thì đối với cả bệnh viện Đại học Y thì chúng tôi cũng đã có một cái phối hợp rất là nhịp nhàng là khi nào thì CT, khi nào CTA, khi nào cộng hưởng từ, và 24/24 lúc nào cũng sẵn cái protocol đấy và áp dụng rất là nhuần nhuyễn và ở bệnh viện Đại học Y. Chúng tôi xin cảm ơn bài báo cáo, không biết là có quá giờ của các anh chị hay không. Cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn ban chủ tọa. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương. Để tiếp theo chương trình thì chúng ta xin được nghe bài cập nhật điều trị đột quỵ thiếu máu não do xơ vữa động mạch của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng ạ. Xin mời ạ. Thảo luận chúng ta sẽ dành cho cuối của ba báo cáo ạ. Vâng, alo, nói là hội trường nghe được không? Không nghe được đúng không? Alo. Có nghe được chị ạ. Một báo cáo tiếp theo ạ. Vâng, xin chào, kính thưa các chủ tọa, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Ở đây em xin được chia sẻ một số cái cập nhật. Em xin chia sẻ một số cập nhật điều trị đột quỵ thiếu máu não do xơ vữa động mạch. Bài báo cáo của em thì gồm có 4 nội dung, trong đó thì có 2 phần chính là phần tái tiêu máu, cập nhật các chỉ định về sợi huyết của ATP3, 2 là lấy khối cơ học, phần 3 là liệu pháp tiểu cầu kép trong đan ở dự phòng và xử lý hẹp động mạch cảnh và nội ngoại sọ. Thì cái phần 2 này, phần dự phòng thì bài báo cáo của em thì nó có sự trùng lập với bài báo cáo chủ đề sau, thì em xin
tập trung về báo cáo của mình vào cái mục phần điều trị tai cập nhật mới nhất về điều trị tai tim máu ở trên bệnh viện trung ương cấp. Khi chúng ta biết thì trong đột quỵ nhồi máu não thì tham y với có thời gian là não, mục đích của chúng ta là cần phải tái thông mạch não càng sớm càng tốt để hy vọng là cứu sống cái vùng viêm nam ra. Nếu mà chúng ta không thể tái thông được mạch thì cái vùng viêm nam là trở thành cái vùng nhồi máu, chính vì vậy gây ra hậu quả rất là trầm trọng. Đối với sử dụng thuốc tiêu giờ huyết thì chúng ta sẽ có những cái cửa sổ khung giờ điều trị thuốc tiêu giờ huyết, đó là khung giờ từ 0 đến 3 giờ đầu là khung giờ kinh điển đầu tiên, sau đó người ta mở rộng lên khung cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ và gần đây nhất đó là khung cửa sổ dành cho những bệnh nhân đột quỵ não không rõ thời gian khởi phát hay là những bệnh nhân đột quỵ thức giấc. Và một cập nhật mới nhất đây của tác giả Helima có thực hiện nghiên cứu và đã được update vào guideline của ISOC là khung cửa sổ 4,5 đến 9 giờ vai trò của Antepla. Chúng ta biết thì theo phân tích của ISOC vừa rồi thì vai trò của tiêu giờ huyết trong khung cửa sổ từ 0 giờ đến 3 giờ. Các bạn chúng ta nhìn trên slide rất rõ là vai trò Antepla thể hiện vai trò của Antepla rất là rõ ràng với tỷ số OR là 1,75. Còn đối với khung cửa sổ 3 đến 4,5 giờ, Antepla có đem lại cái kết cục điều trị tốt rất là cao với OR là 1,2. Và chính vì vậy nên ISOC 2021 đã khuyến cáo dành cho những bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 4,5 giờ thì khuyến cáo sử dụng Antepla đường tĩnh mạch với mức độ bằng chứng cao và sự mức khuyến cáo mạnh. Còn đối với ADA 2019 thì cũng tương tự như vậy, khuyến cáo mức độ 1A dành cho tiêu giải huyết khung cửa sổ từ dưới 3 giờ. Còn đối với khung cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ là mức khuyến cáo mức độ 1 phần B. Còn đối với đột quỵ nhẹ thì sao? Chúng ta biết là đột quỵ nhẹ thì nó chia là hai mức độ. Đột quỵ nhẹ nhưng mà gây ra mức độ tàn phế ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là bệnh nhân có tán manh nhìn đôi, là bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân là một ca sĩ mà bị thất ngôn, hoặc là những người làm nghề đàn ca mà lại bị tê bì hoặc yếu nhẹ tay, thì đối với trường hợp này thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống chất lượng hàng ngày. Vậy vì khuyến cáo ADA người ta có cập nhật rồi, đối với trường hợp mà đột quỵ nhẹ mà mức độ gây ra tàn phế đó thì sẽ mức độ trong khung cửa sổ 3 giờ thì tiêu giải huyết được khuyến cáo ở mức độ 1. Còn đối với khung cửa sổ 3-5 giờ thì nó khuyến cáo là 2B. Còn đối với những trường hợp mà đột quỵ nhẹ nhưng mà không gây ảnh hưởng đến sức cuộc sống nhiều, chuyển biết vào dù từ 0-5 thì người ta cũng thấy rằng là vai trò của Antepla không đem lại kết cục, không đem lại cái lợi. Tương tự như vậy thì ISOC 2021 cũng đồng thuận rằng là đối với trường hợp đột quỵ nhẹ nhưng mà gây ra cái mức độ tàn phế đột quỵ nhẹ nhưng trong khung giờ 4,5 giờ và gây ra mức độ tàn phế thì cũng khuyến cáo được sử dụng mức độ khuyến cáo sử dụng Antepla đường tĩnh mạch. Và xin trong năm 2018 trên tạp chí London có trong một bài là nghiên cứu về đột quỵ thức giấc hay là những đột quỵ không rõ thời gian khởi phát. Đột quỵ thức giấc không rõ thời gian khác, người ta trên đối tượng nghiên cứu là những trường hợp mà không có thời gian khởi phát ngủ dậy phát hiện ra đột quỵ. Và cái tiêu chuẩn bắt buộc của nó đó là gì? Những bệnh nhân được chụp cộng từ, những bệnh nhân được chụp cộng từ và có trên phim hình ảnh siêu cộng từ sẽ có tổn thương mít mét giữa division và le. Tổn thương mít mét giữa division và le có nghĩa là như nào? Có nghĩa là trên trung division chúng ta nhìn thấy là nó trên trung division chúng ta nhìn thấy là có những cái tổn thương rất rõ ràng này, như từng vùng tương ứng ở trên và le chưa có tổn thương. Thì khi đó thì người ta thấy rằng những tổn thương này vậy xác định là bệnh nhân có xuất hiện ở dưới 4,5 giờ và những bệnh nhân này sẽ được sử dụng thuốc Antepla. Còn hình bên dưới chúng ta nhìn thấy là trên xung dương dừng có tổn thương nhưng mà trên xung phở le cái vùng tương ứng của nhu mô đó cũng có tổn thương, vậy những trường hợp này bệnh nhân sẽ không được thuốc để nó nghiên cứu và sẽ không được sử dụng thuốc Antepla. Kết quả của nghiên cứu thì rất là tốt, đó là gì? Số lượng bệnh nhân sử dụng Antepla thì cho kết quả Movenkin ở ngày thứ 90 tốt hơn hẳn và tỷ số OR là 1,62 với P nhỏ hơn 0,05. Và dựa vào đây thì AHA và ISOC đã đưa ra các khuyến cáo, đó là mức độ
Đối với AHA 2019 thì mức độ khuyến cáo là 2A dành cho những bệnh nhân đột quỵ thức giấc hoặc là không rõ thời gian khởi phát. Và đối với ESUP 2021 thì người ta cũng khuyến cáo rằng đột quỵ nhồi máu não thức giấc hoặc không rõ thời gian khởi phát mà bệnh nhân không có kế hoạch hoặc là chỉ định lấy huyết khối cơ học thì người ta cũng khuyến cáo là được sử dụng thuốc angina đường tĩnh mạch với mức độ bằng chứng là cao và mức khuyến cáo là rất mạnh. Và mới nhất gần đây là trên U Linh 2019 có tác giả Hendima có đăng một cái nghiên cứu và sử dụng thuốc Antepla ở khung cửa sổ mở rộng lên từ 4 đến 4,5 đến 9 giờ với những trường hợp đó là với cái tiêu chuẩn về hình ảnh học. Thứ nhất đó là gì? Đó là vùng lõi phải dưới 70 mét thủy ngân mililit. Hai là vùng pin tỷ lệ giữa pin 5 ra vùng tỷ lệ thải tích của vùng pin 5 ra trên vùng lõi là phải lớn 1,2 và hiệu số giữa vùng pin 5 ra trừ cho vùng lõi là phải trên 10 ml với các tiêu chuẩn cài đặt. Có nghĩa là về hình ảnh học này thì trung tâm của các tác giả Hendima này người ta sẽ phải chụp tưới máu và sau đó tác giả sẽ sử dụng phần mềm Rapid để tính lên các thông số này. Kết quả nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là gì, đối với nhóm sử dụng Antepla cho kết quả Mofagin ngày thứ 90 tốt hơn và tỷ số đó là P nhỏ 0.05 và hai nữa chúng ta nhìn cái safety outcome có nghĩa là mức độ an toàn của phương pháp này thì không có sự khác biệt giữa nhóm chứng với lại nhóm can thiệp. ESUP 2021 thì cũng thực hiện một cái phân tích cột đó là giữa các trong nhóm bệnh nhân được sử dụng thuốc tiêu giải huyết khung cửa sổ từ 4,5 đến 9 giờ có 3 nghiên cứu, đó nghiên cứu extend của các Hendima, ECAT 4 và APNS thì cũng thấy rằng thì khi mà chúng ta đặt tiêu chí outcome là 0.01 hay là 0.02 thì cũng đều favor trong việc sử dụng Antepla trong cuộc này với các tiêu chí về chuẩn hình học, chuẩn đoán hình học như đã nói. Chính vì vậy nên là ESUP 2021 đã đưa những độ khuyến cáo đó là đối với những bệnh nhân mà nhồi máu não cấp từ khoảng 4,5 đến 9 giờ và đạt các tiêu chí về hình ảnh học trên phim chụp tưới máu não. Nếu như bệnh nhân không có chỉ định hoặc là có kế hoạch can thiệp lấy khối thì người ta sẽ khuyến cáo sử dụng thuốc Antepla để tĩnh mạch với mức độ bằng chứng rất mạnh. Và vậy đó những cái này thể hiện cái vai trò của tiêu giải huyết và những cập nhật mới nhất về chỉ định chụp tiêu giải huyết đối với bệnh nhân nhồi máu não. Còn đối với nếu khối cơ học thì sao? Nối vào trong cửa sổ từ 0 đến 6 giờ, chúng ta đây em xin nhắc lại từ 2015 có hàng loạt các nghiên cứu đã chứng minh được vai trò của lấy khối cơ học rất rõ ràng, đó là dùng Mitoclin, Rivascat, MyXTEN1A thì rõ rõ vai trò của lấy khối cơ học và đã đưa vào khuyến cáo mức độ 1A thành tiêu chuẩn vàng. Đó là gì? Đó là đối với trường hợp mà nhồi máu não cấp do tắc hệ động mạch tuần hoàn não trước, động mạch chuẩn trong hay động mạch não giữa đoạn M1 thì huyết khối học rõ vai trò đem lại kết quả tiếp tục điều trị rất tốt. Còn đối với nếu huyết khối học ở những vị trí khác thì sao? Đối với vị trí tuần hoàn não trước đó là động mạch não giữa đoạn M2 hay động mạch giữa đoạn M3 thì mức độ khuyến cáo có thể nhỏ hơn trong khung giờ sớm hơn 6 đến nó không dưới 6 giờ là 2B. Còn là đối với những tổn thương não sau thân này. Còn vậy thì chúng ta mở rộng cửa sổ tiếp theo đó là từ 6 đến 24 giờ thì gần đây là có hai nghiên cứu lớn, đó là nghiên cứu Đôn và nghiên cứu D3. Chị em xin đi vào từng nghiên cứu một. Đầu tiên đó là nghiên cứu D3. Tiêu chuẩn lựa chọn của nghiên cứu là tất cả những bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp có điểm mít lớn bằng 6 và trong khung khởi phát trong khung cửa sổ từ 6 đến 16 giờ. Tiêu chuẩn lựa chọn về mặt hình học đó là gì? Đó là thứ nhất là tất cả bệnh nhân đều chụp tưới máu não và vùng lõi phải dưới 70 ml, vùng bitmap radio có nghĩa là gì? Có nghĩa là vùng tỷ lệ giữa thể tích vùng pin 5 ra chia cho thể tích vùng lõi là phải lớn hơn 1,8 và hiệu số giữa
thể tích vùng viêm đa trừ thể tích vùng lõi phải trên 15 ml thì tất cả những bệnh nhân này sẽ được lựa chọn vào nghiên cứu và thực hiện lấy khối cơ học. Kết quả thì như các bạn như quý đồng nghiệp đều thấy đó là giữa hai nhóm chúng ta thấy là mức độ tàn phế ngày thứ 90 giữa hai nhóm có sự khác biệt của những thống kê, và nhóm được lấy khối cơ học đó là 45% đạt đến kết cục thần kinh tốt hơn so với nhóm trứng chỉ có 17%. Và hai đấy là mức độ an toàn đối với những trường hợp mà xuất huyết nội sọ có triệu chứng đối với nhóm lấy khối cơ học là 7% và nhóm lấy khối và nhóm trứng là 40% và p lớn hơn 0.5. Tiếp theo đó là cũng tương tự trong nó trong năm 2018 cùng với công bố của kỳ thứ ba thì nghiên cứu đôn cũng được đăng tải lên tạp chí New England. Tiêu chuẩn lựa chọn cũng tương tự như đi thứ ba về mặt các thông số lâm sàng, điểm nít lớn hơn, điểm nít về điểm nít hay cửa sổ thời gian. Nhưng mà đối với đôn nó khác, đó là đối với nếu như đi thứ ba lấy khung cửa sổ phải phát đột quỵ từ 0, từ 6 đến 16 giờ thì đôn lấy rộng rãi hơn từ 6 đến 24 giờ. Và cái thứ hai là tiêu chuẩn về mặt hình ảnh học của đôn nó có đôi chút khác. Ví dụ đó là gì? Đó là những bệnh nhân trên 80 tuổi thì là điểm nít phải lớn hơn 10 và vùng co phải được nhỏ hơn 21 cc. Hay đối với bệnh nhân dưới 80 thì điểm nít, nếu điểm nít trên từ 10 trở lên thì vùng co phải dưới 31 cc, hay là điểm nít mà phải trên 20 thì vùng co phải dưới 51, và tất cả những bệnh nhân này sẽ được lấy khối cơ học. Về kết cục của nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà được lấy khối cơ học thì có kết quả tốt hơn hẳn so với nhóm trứng. Và hai nữa là mức độ an toàn của phương pháp lấy khối đối với nhóm cửa sổ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trong khung cửa sổ này thì không có sự khác biệt so với nhóm trứng. Thậm chí đối với chính vì dựa vào hai nghiên cứu này và ADA hay không, ADA đã đưa ra cái mức độ khuyến cáo 1A dành cho những bệnh nhân nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 6 đến 16 giờ. Với những trường hợp mà nhồi máu não cấp hệ tuần hoàn não trước và mức độ nó là 1A cao nhất. Còn đối với khung cửa sổ từ 16 đến 24 giờ bệnh nhân nhồi máu não cấp có tắc động mạch hệ tuần hoàn não trước, tắc mạch lớn hệ tuần hoàn trước thì thỏa mãn tiêu chuẩn đôn thì được khuyến cáo ở mức độ 2B. Vậy thì tóm lại là ADA cũng nhấn mạnh như rằng đối với trường hợp mà đột quỵ nhồi máu não trong khung cửa sổ dưới 6 giờ, vai trò chúng ta biết đó là gì? Vai trò của thuốc tiêu giải huyết trong khung cửa sổ dưới 4 đến 5 giờ và vai trò của lấy khối dân chúng ta đã nắm rõ và chúng ta đã thể hiện nó trong các nghiên cứu can thiệp. Và trong ADA cũng nhấn mạnh đó là gì? Đó là những trường hợp mà sử dụng thuốc giải huyết chúng ta không được để không chúng ta vẫn nên là gì, nên sử dụng thuốc Antepla, thậm chí nếu như lấy khối cơ học có kế hoạch. Hai là chúng ta không nên trì hoãn việc lấy khối cơ học khi mà chúng ta sử dụng Antepla, có nghĩa là gì, có nghĩa là chúng ta không đợi thuốc Antepla nó có tác dụng, nó chuyển hết nó có tác dụng, mà chúng ta cần phải lên kế hoạch, cần phải thực hiện việc lấy khối luôn, bởi vì nếu chúng ta chờ đợi là chúng ta sẽ mang lại cái tác hại cho bệnh nhân. Dạo gần đây các quý đồng nghiệp đều đặt ra một câu hỏi, đó là xuống bây giờ là liệu rằng đối với trường hợp mà bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ dưới 4 giờ 4 tiếng rưỡi, vậy thì chúng ta tắc mạch lớn hệ tuần hoàn trước thì chúng ta liệu rằng có nên rằng là tiêu giải huyết với lại lấy khối cơ học hay là chúng ta lấy khối cơ học trực tiếp. Và gần đây một loạt các nghiên cứu chỉ ra đấy, một cái nghiên cứu đã được công bố, đó là gì, nghiên cứu direct MT, nghiên cứu DEP, nghiên cứu select, và hai nghiên cứu đang được thực hiện đó là nghiên cứu direct SEP và nghiên cứu mitochondrial đông IV cũng chưa được công bố kết quả. Thì em xin đi vào ba cái nghiên cứu được công bố kết quả, đó là nghiên cứu direct MT. Nghiên cứu này được thực hiện ở Trung Quốc và đối tượng là những bệnh nhân nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 4.5 giờ, tắc hệ tuần mạch lớn hệ tuần hoàn não trước, đó là tỉnh trong M1 đầu M2, tiêu chí đánh giá là một phương tiện tại thời điểm 90. Và các anh chị lưu ý đây là phương pháp so sánh giữa hai, đây là nghiên cứu so sánh hai phương pháp xem là phương pháp nào có tốt kém hơn phương pháp nào. Chính vì trong nghiên cứu này người ta
lấy cái chỉ số lông như Ferrin Markin nó là mức độ 20%, độ tương đối cao. Đây là về đặc điểm lâm sàng giữa hai nhóm can thiệp và nhóm chứng, chúng ta thấy có sự đồng bộ giữa hai nhóm, tất cả đều là trong đó thì 35% bệnh nhân là tuần hoàn tắc bên trong, 50% bệnh nhân tắc M1 và có khoảng 13% bệnh nhân tắc đầu M2. Vậy thì kết cục trong nghiên cứu này chỉ ra như thế nào? Chúng ta thấy là gì? Trên hình trên điểm mô phai linh kinh ngày thứ 90 so sánh giữa hai nhóm, chúng ta thấy dường như không có sự khác biệt. Hai nữa là khi đánh giá về mặt kết cục thứ phát thì chúng ta cũng có thể xác biệt giữa cái mô phai linh kinh từ 01 hoặc không các khoảng mô phai linh kinh từ 01, 02, 03, 05. Vậy thì tác giả đã kết luận là rằng ở trong nhóm bệnh nhân Trung Quốc nhồi máu não cấp ở các hệ thống lớn tuần hoàn não trước thì nếu như lấy khối trực tiếp sẽ cho kết cục là không thua kém hơn so với cái biện pháp là lấy khối kết hợp với lại thuốc tiêu xạ huyết đường tĩnh mạch ở khung cửa sổ 4,5 giờ với cái mức margin là 20%. Và một cái nghiên cứu nữa cũng được thực hiện ở Trung Quốc, cũng thực hiện trên nhóm đối tượng tương tự nghiên cứu đấy, với cái tiếp tục chọn là nhóm nhồi máu cấp dưới 4,5 giờ cũng tắc vào mạch cảnh trong M1 và đầu M2, nhưng mà với cái mức độ đông như về mặt ghim có những mức khoảng an toàn để so sánh, cái mức so sánh giữa hai phương pháp này có sự thua kém hơn thì nó là chỉ mức độ là 10%. Chúng ta được thấy trên bảng này nó là đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu, không có sự khác biệt lắm về các tiền sử về mặt bệnh mắc đồng mắc hay là mức độ bệnh lý tim này. Hai nữa tương tự trong nhóm nghiên cứu này chủ yếu đó là bệnh nhân là tắc M1 chiếm 80-84%, tắc động mạch cảnh trong khoảng 15% và tắc động đầu M2 khoảng 23%. Thì kết quả thì chúng ta thấy rằng gì, các tác giả cũng thấy rằng là điểm mô phanh kim này thì 90 giữa hai nhóm can thiệp và nhóm chứng cũng không có sự khác biệt, và hai nữa là mức độ an toàn của can thiệp là cao. Và tác giả đã kết luận là gì, trong cái nhóm nhân nhồi não cấp do tắc hệ tuần hoàn não trước mạch lớn trong khung cửa sổ 4,5 giờ thì can thiệp lấy khối đơn độc so với việc phối hợp với lại thuốc tiêu xạ huyết thì được đem lại kết quả là không thua kém hơn về kết cục thần kinh ngày thứ 90. Tuy nhiên thì tác giả cũng cho nhấn mạnh một điều là cái kết quả này sẽ phụ thuộc vào cái mức độ mặc kim như nông như CR mặc kim mà các tác giả đã đưa ra. Và vận động hai nghiên cứu vừa rồi là hai nghiên cứu trên người Trung Quốc, vậy thì nghiên cứu trên đối tượng người Tây thì sao? Còn gần đây nhất có nghiên cứu trên nghiên cứu SELECT của tác giả Albert cũng thực hiện tương tự trên nhóm đối đi trên nhóm đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 4,5 giờ tác động mạch cảnh trong M1 và đầu M2, kết cục chính cũng là mô phanh kinh thời điểm ngày thứ 90. Thì các tác giả thấy rằng là gì, so với việc là chúng ta lấy khối trực tiếp thì việc combine giữa hai phương pháp tiêu xạ huyết và lấy khối thì kết cục mô điểm mô phanh kinh ngày thứ 90 của cái nhóm can thiệp kết hợp dùng sử dụng biện pháp can thiệp kết hợp thì có vẻ là tốt hơn nhiều về mặt là gì mô phanh kinh, nếu đó là kết quả về function intervention, có nghĩa là kết cục thần kinh tốt và tỷ lệ tử vong ở cái nhóm sử dụng thuốc tiêm huyết kết hợp với lấy khối cũng thấp hơn. Và khi phân tích dưới nhóm để tác giả tìm ra cái ưu thế hơn hẳn của việc so sánh giữa hai phương pháp này thì tác giả thấy rằng nếu như ở nhóm bệnh nhân điểm NIS dưới 10 năm thì việc combine giữa hai phương pháp đó là tiêu xạ huyết và lấy khối được chứng minh là lợi ích hơn rõ ràng so với việc chỉ việc lấy khối đơn độc với tỷ số R là 4,87. Và hai nữa là đối với nhóm bệnh nhân mà có lõi dưới 50cc, thứ ba là những trường hợp mà vậy thì tác giả thấy kết luận việc phối hợp giữa hai biện pháp tiêu xạ huyết và lấy khối để đem lại kết cục thần kinh tốt hơn, đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà điểm NIS dưới 15 hoặc và vùng lõi dưới 50cc.
Vì chính vì vậy nên là những bệnh nhân này cũng thường những bệnh nhân được được truyền từ tuyến dưới chuyển lên và vừa được truyền về chuyển nam tết na và chuyển lên để lấy phối ở tuyến trên. Và chúng tôi các tác giả cũng không quan sát thấy là những cái lợi ích tiềm tàng ở những nhóm bệnh nhân mà điểm ít trên 15. Một nghiên cứu nữa đó là nghiên cứu mitoculin trên nhóm bệnh nhân ở châu Âu, trong đó thì có 16, đây là nghiên cứu cũng thực hiện việc là gì lấy phối trực tiếp rồi với lại so sánh với việc phối kết hợp thứ hai phương pháp tiêu giải huyết và lấy phối. Nhóm đối tượng là thực hiện ở châu Âu gồm có 20 trung tâm, trong đó 16 trung tâm ở Hà Lan, 2 trung tâm ở Pháp và 2 trung tâm ở Bỉ. Hiện tại thì nghiên cứu này cũng đã thực hiện xong việc lấy mẫu và đang thực hiện phân tích. Chúng ta sẽ đợi chờ kết quả. Trong nghiên cứu này, các bác thu tuyển, nghiên cứu đã thu tuyển được 540 bệnh nhân. Và hiện tại thì xong, trong thời gian tới chắc khả năng là sẽ công bố kết quả. Chúng ta cùng chờ đợi. Và một nghiên cứu mạnh nữa, nó là nghiên cứu Direct Safe. Nghiên cứu Direct Safe là nghiên cứu đa trung tâm và thực hiện ở trong đó Việt Nam mình cũng thực hiện, cũng tham gia. Trong đó thì trung tâm đồng dự Mai tham gia và hiện tại là đã thu tiền được 27 bệnh nhân đứng thứ hai. Thì chúng ta cùng chờ đợi kết quả và sẽ xem rằng là việc liệu rằng trong các nghiên cứu thì lấy phối trực tiếp liệu có thua kém hơn, có thể có ưu thế hơn so với việc là sử dụng thuốc antenna tĩnh mạch kết hợp để lấy phối trong khung cửa sổ từ 4 tới 5 giờ đối với bệnh nhân nhồi máu não các thành phố tại tuần hoàn trước. Tuy nhiên trong quá trình chờ đợi thì tôi cũng xin chia sẻ đó là gì? Chúng tôi lại câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tự giải quyết trước khi lấy phối không? Thì theo tác giả Anders, tôi xin chia sẻ một cái quan điểm của tác giả đó là cho đến khi mà chúng ta có đầy đủ các dữ liệu cho phép thì việc áp dụng các guideline hiện tại với các mẫu bằng chứng hiện tại được cho là nên là. Phần đó chính là vai trò thông tin, đó là phần điều trị tai tiêu máu cập nhật mới nhất, vai trò của antepla, vai trò của tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và việc lấy huyết khối cơ học. Thì phần tiếp theo đó là phần liệu pháp kháng tiểu cầu. Thì vai trò của kháng tiểu cầu các bạn biết, đối với khi bệnh nhân được sử dụng antepla thì chúng ta nên đánh giá và chỉ hoãn mức độ khuyến cáo 1A dành cho những bệnh nhân. Để xin lên dịch bệnh này sẽ thì antepla sẽ được khuyến cáo để cho những bệnh nhồi máu cấp trong khung cửa sổ sẽ chỉ hoãn sau 24 giờ bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu giải huyết. Và đối với trường hợp mà bệnh lý trong bài này thì chủ yếu là để gặp đến việc nhồi máu đột quỵ, nhồi thiếu máu não do bệnh lý sơ vữa và không phải là nguyên nhân tim mạch. Nên là đối với trường hợp đột quỵ nhồi máu nhẹ thì vai trò trong khuyến cáo ở HA, vai trò của kháng tiểu cầu kết là ưu tiên hàng đầu và đưa vào khuyến cáo mức độ 1A, nên sử dụng sớm trong 24 giờ đầu từ lúc phải phát triệu chứng và nên kéo dài kháng tiểu kết trong vòng 21 ngày sau. Tiếp theo vai trò đối với nhồi máu cấp sơ vữa động mạch cảnh, thì vai trò đối với trường hợp mà hẹp động mạch cảnh, chúng ta biết là trong các nghiên cứu thì chỉ ra rằng là đối với trường hợp đột quỵ nhồi máu cấp mà có hẹp động mạch cảnh nội sọ thì không có chỉ định, không có ưu tiên việc là đặt stent nội sọ cấp. Thì trong nghiên cứu đều chỉ ra rằng là đặt stent nội sọ cấp đem lại kết quả cao gam tồi hơn là việc không điều trị. Còn đối với hẹp động mạch cảnh ngoại sọ thì ưu tiên được mức độ khuyến cáo 1A dành cho những trường hợp mà đột quỵ tia hoặc là đột quỵ nhẹ, nông đột quỵ không tàn phế và mức độ hẹp động mạch cảnh là mức 70-99%. Và khi đối với trường hợp hẹp động mạch cảnh ngoại sọ thì chúng ta cần phải xử trí, đó là mức độ khuyến cáo 1A. Và hai nữa là đối với hai có hai phương pháp lựa chọn, đó là đặt stent và phương pháp bóc tách nội mạc cảnh. Thì đối với từng phương pháp thì sẽ có ưu nhược điểm riêng. Đối với trường hợp bệnh nhân mà trên 70 thì bao giờ người ta cũng khuyến cáo ưu tiên cho cái việc đặt bóc tách. Vậy tóm lại thì trong bài báo cáo này em xin
tổng kết lại một cái slide, đó là gì? Đối với đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 4,5 giờ, vai trò của Antepla đó là mức độ khuyến cáo 1. Còn kéo ra nữa, đó là những trường hợp nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn thì mức độ khuyến cáo lấy khối cơ học, vai trò có thể thực hiện đến khung cửa sổ từ 4 đến 16 giờ, đó là mức độ 1A. Còn đối với khung cửa sổ từ 16 đến 24 giờ lấy khối cơ có là mức độ chỉ định khuyến cáo mức độ 2A. Còn đối với trường hợp mà bệnh nhân đột quỵ thức giấc hay đột quỵ không rõ thời gian cho tiêm chủng thì Antepla cũng thể hiện rõ vai trò, đó là khi chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp mà chụp cộng từ đánh giá mít mét sẽ tiêu chuẩn phản lê và mức độ khuyến cáo là 2A. Và gần đây nhất trên eShop cũng đề cập đến việc vai trò của tiêu sợi huyết trong khung cửa sổ 4,5 đến 9 giờ. Tuy nhiên, đại phải lưu ý là những trường hợp bệnh nhân này cần phải được chụp tái tim máu để tính ra vùng lõi và các thông số. Em xin nhân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn báo cáo của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Thực ra thì đối với điều trị của nhồi máu não thì cái giá trị của cái tiêu trong những giờ sớm để chúng ta cứu được não thì rất là quan trọng, và không phải là cơ sở nào cũng có được cái phần mềm rapid để chúng ta có thể nhận biết trong những cái trường hợp mà nhồi máu não bệnh khi thức giấc. Theo tôi biết thì ở Việt Nam mình mới chỉ có 3 trung tâm chúng ta có được cái phần mềm rapid đó, đó là cái sự rất giá trị để chúng ta đánh giá được. Và còn cái phần điều trị của điều trị bắc cầu hay không bắc cầu trong những trường hợp mà bệnh nhân có tác động mạch lớn thì cũng là tùy, cũng có những cuộc tranh luận và cũng là tùy từng trung tâm, không phải là trung tâm đột quỵ nào cũng có cái can thiệp mạch, cho nên chúng ta sẽ uyển chuyển và xem cân nhắc cái lợi cái hại khi mà dùng tiêu sợi huyết hay là cả trước khi can thiệp mạch hay không. Tiếp theo là tôi xin giới thiệu báo cáo tiếp theo là dự phòng tái phát đột quỵ thiếu máu não, khuyến cáo và lợi ích lâm sàng do tiến sĩ bác sĩ Đoàn Việt Phương. Xin mời ạ. Em xin em xin chào ban chủ tọa đoàn, anh chị ở nông nghiệp ạ. Bài tiếp theo em xin báo cáo một cái bài chủ đề cũng khá là dài, đấy là dự phòng đột quỵ nhồi máu não. Tuy nhiên em sẽ, bởi vì cái chủ đề này chủ đề rất là lớn và còn sẽ có nhiều cái điểm chúng ta cần phải chia sẻ với nhau. Vì vậy trong bài báo cáo này sẽ tập trung vào một số vấn đề chính. Thì bài tên bài báo cáo này là dự phòng tái phát đột quỵ thiếu máu não, khuyến cáo và lợi ích lâm sàng. Nội dung của bài báo cáo sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là kiểm soát yếu tố nguy cơ trong đột quỵ thiếu máu não, giống như các giáo phó Thư Hải đã nói về yếu tố nguy cơ ở bài báo Thư Hải. Cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng điều trị thuốc chống huyết khối như nào, gồm có thuốc chống đông đồ uống và thuốc kháng tiểu cầu. Thế thì chúng ta có các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, trong đó có những yếu tố nguy cơ mà có mối liên quan mật thiết, đấy là bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân có dối loạn mỡ máu, bệnh nhân có đái tháo đường hoặc có bệnh lý tim mạch kèm theo. Ngoài ra còn các yếu tố nguy cơ ví dụ như bệnh nhân ít vận động, ngừng tập thể ngủ, chúng ta sẽ nói ở phần sau. Các bằng chứng hiện tại tôi thấy rằng là chúng ta kiểm soát yếu tố nguy cơ tốt thì sẽ giảm cái tỷ lệ bệnh nhân bị tái phát đột quỵ. Ví dụ như chúng ta chỉ cần kiểm soát huyết áp xuống thấp dưới 5 mm thủy ngân, chúng ta đã giảm được 13% bệnh nhân bị tái phát đột quỵ. Hay là LDL cholesterol chúng ta mỗi giảm 1 mmol trên lít, chúng ta giảm được 12%. 12%. Đối với aspirin đấy là 19% để giảm đột quỵ tái phát. Về tăng huyết áp là như thế nào? Tăng huyết áp thì chúng ta biết là một yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ và chúng ta cần dự phòng. Các bằng chứng phân tích gộp cho thấy rằng là mặc dù kiểm soát huyết áp không làm giảm tỷ lệ tử vong ở tất cả các nguyên nhân, tuy nhiên đối với đột quỵ máu não thì tăng huyết áp làm giảm tỷ lệ tái phát đột quỵ, và kết quả này là 1,9% giảm tỷ lệ đột quỵ nếu kiểm soát huyết áp tốt. Về kiểm soát huyết áp thì chúng ta thường hay nói nghiên cứu progress. Nghiên cứu progress đã chỉ ra rằng là kiểm soát huyết áp giảm 28% bệnh nhân tái phát đột quỵ, và
bằng chứng là đến năm 2014 thì chúng ta có cái mức kiểm soát huyết áp ở nhân dự phòng cấp 2 là như thế nào? Là chúng ta kiểm soát huyết áp trong đội cấp 2 thì ta kiểm soát huyết áp xuống dưới 140 miếng thì là tâm thu và tâm trường dưới 9 miếng thủy ngân. Trong một số trường hợp yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như bệnh nhân có nhồi máu, huyết bệnh nhân có tổn thương cổ thận, bệnh nhân có đái tháo đường thì cái mức huyết áp có thể xuống thấp hơn 130 miếng thủy ngân. Tuy nhiên, CAN 2021 đã có sự thay đổi về mức huyết áp đã được khuyến cáo. Lý do và cái mức huyết áp hiện tại khuyến cáo dùng cấp 2 là tất cả xuống dưới 130 trên 80 miếng thủy ngân đối với những bệnh nhân mà đã có tiền sử tăng huyết áp. Còn nếu bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp thì chúng ta có thể bắt đầu điều trị bằng thuốc hạ huyết áp với những bệnh nhân có huyết áp từ trên 130 trên 80 miếng thủy ngân. Một lý do thứ hai là dối loạn lipid máu với đột quỵ, thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ đột quỵ và tử vong trong vòng 30 ngày sau đột quỵ cao hơn, ý nghĩa ở nhóm mà bệnh nhân có tăng lipid máu. Thì nghiên cứu SPARC là nghiên cứu được coi là đầu tiên việc sử dụng mà hai dose statin, cụ thể đây là atorvastatin, để điều trị đột quỵ và TIA dự phòng. Và chúng ta thấy rằng là trong nghiên cứu SPARC này thì chúng ta thấy rõ ràng so với nhóm mà so với nhóm chứng thì nhóm sử dụng statin đã có giảm tỷ lệ đột quỵ nói chung cũng như đột quỵ thiếu máu não. Và chính vì sau kết quả của nghiên cứu SPARC này thì viêm gan 2021 cũng đã khuyến cáo với những bệnh nhân mà có LDL trên 100 mg trên dl hay là 2,6 mmol trên lít thì có thể sử dụng atorvastatin đến liều 80 mg một ngày, và cái mức mục tiêu LDL của chúng ta phải đạt được đấy là 70 mg trên dl là được khuyến cáo. Với những bệnh nhân mà chúng ta đã sử dụng liều statin liều cao, ví dụ như atorvastatin khuyến cáo đến 80, ví dụ như rosuvastatin 20 đến 40 mg một ngày, mà hoặc là thêm ezetimibe nữa mà chúng ta vẫn không kiểm soát được LDL xuống dưới 70 mg trên lít thì chúng ta có thể khuyến cáo sử dụng thêm nào những thuốc BCSK9. Em được biết là BCSK9 đã được công bố kết quả qua nghiên cứu Fourier ở nước ngoài, tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam thì chưa có sản phẩm như này. Và khi mà chúng ta đã bắt đầu nói đến việc kiểm soát lipid máu sau đột quỵ TIA thì chúng ta hãy nhớ được đến là chúng ta phải đánh giá các nguy cơ sơ vữa ở những bệnh nhân bệnh nhân có bệnh lý tim mạch theo cái bảng trên như thế nào. Bệnh nhân sẽ thuộc vào nhóm high risk hay là chỉ là nhóm very high risk hay là nhóm high risk để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo cái liều statin như nào. Thứ ba là đái tháo đường. Đái tháo đường thì được nói đến là ảnh hưởng đến outcome của đột quỵ cả giai đoạn cấp đến sau giai đoạn tái cấp, và khi mà chúng ta kiểm soát đái tháo đường tốt thì sẽ làm giảm cái tỷ lệ biến chứng tim mạch cũng như biến chứng mạch máu lớn. Và cái mục tiêu của đái tháo đường cũng là HbA1c kiểm soát xuống dưới 7%. Đây là em đang nói đến giai đoạn này là giai đoạn dự phòng cấp 2, bởi vì rất nhiều các bác sĩ đang nhầm lẫn giữa giai đoạn cấp và giai đoạn dự phòng cấp 2 vì có những cái mức khác nhau. Khuyến cáo 2021 người ta cũng chỉ ra rằng là với những bệnh nhân có đột quỵ thiếu máu não và TIA thì chúng ta hãy nhớ đến cái mức target của HbA1c là dưới 7%, và chúng ta có thể sử dụng bằng để kiểm soát HbA1c dưới 7% thì chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp, có thể kết hợp giữa chế độ ăn, chế độ tập luyện và thuốc hạ đường máu. Một điểm quan trọng nữa mà chúng ta trong ngành lâm sàng chúng ta hay bị mắc đấy là với việc mà bệnh nhân là đã có đột quỵ thiếu máu não hoặc TIA thì người ta có thể khuyến cáo nên sàng lọc những bệnh nhân đấy có đái tháo đường hay không, và cái giá trị HbA1c là một giá trị rất là tốt để sàng lọc. Tuy nhiên chúng ta đã bị mắc đấy là bảo hiểm của chúng ta đang chưa cho phép làm HbA1c để sàng lọc những bệnh nhân đái tháo đường. Và cái bảng này sẽ nói đến cái chuyện mà ngoài cái việc mà chúng ta kiểm soát huyết áp xuống dưới 130 trên 80 mg thủy ngân theo khuyến cáo 2021, lipid xuống dưới 70 mg cho dl, đái tháo đường làm sao xuống dưới HbA1c dưới 7% thì chúng ta phải kết hợp giữa thay đổi lối sống, ví dụ như chúng ta phải giảm cân, chúng ta phải tăng cường vận động, chúng ta phải giảm thuốc lá, chúng ta phải giảm uống rượu bia, hoặc là chúng ta phải có những cái chương trình giáo dục cộng đồng làm sao để cho giảm cái nguy cơ đi. Em xin phép kết thúc ngắn gọn cái phần mà điều trị yếu tố nguy cơ. Cái phần thứ hai mà em muốn được nói đến nhiều nhất đấy là điều trị chống huyết khối. Thì chúng ta thấy rằng chống huyết khối chúng ta chia ra làm hai nhóm, là từ thuốc chống ung tập tiểu cầu và thuốc kháng đường uống. Tại sao phải nói đến chuyện này? Bởi vì bản thân em đã gặp rất nhiều các anh chị bác sĩ đôi khi cũng phân vân là trường hợp này dùng kháng đường tiểu cầu, trường kia dùng đường uống, tại sao trường hợp này dùng kháng tiểu cầu, tại sao trường hợp kháng đường uống? Thì chúng ta hãy nhìn thấy, chúng ta hãy đơn giản vấn đề đi,
Theo các đại tốt thì chúng ta có 5 nhóm nguyên nhân. Chúng ta có nhóm huyết khối tự tin thì autolytic được khuyến cáo sử dụng kháng đông đồ uống. Chúng ta có bệnh lý mạch máu nhỏ và bệnh lý mạch máu lớn, chúng ta có khuyến cáo sử dụng kháng tiểu cầu. Mặc dù có sự khác nhau một chút về sự kháng tiểu cầu hai nhóm này như nào. Cái đột quỵ không rõ nguyên nhân thì chiếm khoảng 25%, thì cái mảng này là mảng mà cũng vẫn phải tranh cãi là nên dùng tiểu cầu hay là đường uống. Mặc dù guideline hiện tại người ta đang ưu thế cho kháng tiểu cầu, tuy nhiên đã có một số các bằng chứng nói đến một số ưu thế của chống đông trong một số trường hợp đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy nhớ rất là đơn giản, với huyết khối với thuốc chống đông đường uống thì ưu thế sử dụng cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não có nguồn gốc huyết khối tim mạch, gốc huyết tim mạch mà trong nguồn gốc huyết khối tim mạch đấy thì 50% bệnh nhân có dung nhĩ không bệnh van tim. Thì nó thấy rằng là nếu mà dung nhĩ không bệnh van tim ấy thì gây ra đột quỵ thì làm đều tăng tàn phế cũng như tử vong ở ngày thứ 30 so với đột quỵ không do dung nhĩ. Vì vậy mà chúng ta khuyến cáo mức 1A luôn, những bệnh nhân ấy được dự phòng bằng kháng đông đường uống với warfarin, với thuốc chống đông hệ mới như là dabigatran, như là pioxaban hay là apixaban là mới về Việt Nam. Cho thấy rằng là hiện tại thì với thuốc chống đông hệ mới thì đã có 3 thuốc ở Việt Nam, đấy là apixaban, dabigatran và pioxaban. Chúng ta thấy rằng là trước khi chúng ta đặt và bút kê một cái thuốc kháng đông đường uống cho bệnh nhân dự phòng cấp 2 thì chúng ta phải chú ý đến mức độ của thận cũng như giảm cũng như là chỉnh hiểu cái mức độ của thận theo bảng trên. Cái việc mà khi nào chúng ta bắt đầu dự kháng đông đường uống với bệnh nhân và đột quỵ não có dung nhĩ thì về trong thời lâm sàng chúng ta hay sử dụng cái quy luật 1362 để tuyệt DNA snore, bởi vì trong khuôn khổ bài báo cáo này em sẽ xin phép sẽ nói qua cái phần mà kháng đông đường uống và sẽ hy vọng là sẽ có một bài khác nói sâu hơn. Chúng ta hôm nay tập trung vào thuốc kháng đông tiểu cầu. Các anh chị thấy trên bảng trên, thuốc kháng đông tiểu cầu có rất nhiều nhóm khác nhau và cơ chế tác dụng vào các vị trí khác nhau của tiểu cầu. Nhưng thuốc kháng đông tiểu cầu là một cái nền tảng được khuyến cáo là mức 1A là những bệnh nhân mà đột quỵ thiếu máu não hoặc TIA mà không do huyết khối tử tim. Và liều của thuốc kháng đông tiểu cầu cũng đa dạng. Ví dụ như aspirin khuyến cáo từ 50 đến 325mg một ngày, papilocarb khuyến cáo 700mg một ngày. Chúng ta có thể kết hợp aspirin 200mg với tiviramon 200mg chia hai lần trên ngày. Đấy là thuốc kháng đông tiểu cầu được khuyến cáo. Vậy bài hôm nay với cái chuyện mà mạch máu lớn, mạch máu nhỏ và các nguyên nhân cụ thể khác nhau sử dụng kháng tiểu cầu cũng có một số khác nhau nhất định, thì em xin tập trung vào hai vấn đề. Đấy là bệnh lý mạch máu lớn do sơ vữa và bệnh nhân đột quỵ nhẹ và TIA thì dùng kháng tiểu cầu như thế nào. Cái bảng trên cho thấy nhìn thấy rằng là cái lịch sử mà nghiên cứu về các sơ vữa mạch máu lớn trong sọ đã có vài trăm năm rồi. Tuy nhiên chúng ta chỉ dừng lại ở rất ít các nghiên cứu, như đặc biệt là nghiên cứu Wallis và nghiên cứu Sanfrid là hai nghiên cứu mà hay được nói đến. Vì vậy mà khi mà chúng ta nói đến bệnh lý mạch máu lớn sơ vữa thì chúng ta cũng phải quan tâm đấy là cái mạch máu lớn đấy ở trong sọ hay là gọi là ECAS hay là ngoại sọ hay là ECAS, giống như giáo sư Hải đã trình bày phía trên. Trên đây là các nghiên cứu về dự phòng sử dụng các thuốc chống huyết khối trong bệnh lý động mạch lớn do sơ vữa, thì gồm có trong ECAS thì thường hay nói đến nghiên cứu Wallis, nghiên cứu Sanfrid. Trong ECAS thì chúng ta có nghiên cứu AC hay cái nghiên cứu kèm theo. Vậy hôm nay sẽ xin tập trung vào ECAS. ECAS nghiên cứu đầu tiên mà chúng ta được nói đến đấy là nghiên cứu Wallis. Wallis được thiết kế để so sánh cái hiệu quả của warfarin hay aspirin trong bệnh lý mạch nội sọ có triệu chứng. Và chúng ta hãy để ý cái thiết kế nghiên cứu ECAS Wallis này cũng rất là đặc biệt. Đấy là chúng ta dùng warfarin với target là QR đến 23, nhưng chúng ta hãy để ý cái liều aspirin của bệnh nhân trong sự nghiên cứu này dùng đến 1.300mg, nghĩa là dùng 650mg aspirin chia 2 lần một ngày. Và chúng ta thấy rằng là nghiên cứu đã bị dừng sớm hơn so dự kiến bởi vì cái tỷ lệ biến chứng xuất huyết của bệnh nhân tăng cao. Tuy nhiên khi mà phân tích hơn 500 bệnh nhân trong nghiên cứu, ta thấy rằng là rõ ràng so với warfarin thì aspirin giảm tỷ lệ tử vong cũng như là giảm tỷ lệ xuất huyết so với warfarin. Vì vậy cái luận của nghiên cứu rằng là aspirin có ưu thế hơn so với warfarin trong dự phòng cấp 2 ở bệnh nhân mà hẹp có bệnh lý độc hay là bệnh nội sọ. Nhưng nếu mà chúng ta để ý thấy rằng là cái tỷ lệ mà đột quỵ, tỷ lệ gộp, tỷ lệ đột quỵ
suy huyết cũng như bệnh chết vì bệnh mạch máu của cả hai nhóm đều rất cao, 22%. Và một câu hỏi đặt ra ở đây là vậy cái điều mà aspirin 1.300 đấy đã hợp lý chưa đối với bệnh nhân dự phòng cấp 2 ở bệnh nhân em đòi nội sọ? Và khi mà phân tích các người nhóm này thì một số tác giả cho rằng là có thể điều dưới 1.300 sẽ hợp lý hơn so với bệnh nhân để dự phòng cấp 2 ở những bệnh nhân hẹp nội sọ như thế này. Nghiên cứu thứ hai được trình bày đến là nghiên cứu Sandbridge. Nghiên cứu Sandbridge thì mục tiêu là nghiên cứu Sandbridge là thiết kế để so sánh liệu giữa điều trị nội khoa tối ưu và một nhánh điều trị nội khoa tối ưu cộng với stent nội sọ có lợi thế hơn không trong bệnh nhân hẹp nội sọ hay không. Cái việc mà kết quả nghiên cứu Sandbridge này tính là chúng ta được nghe, nhưng nếu mà chúng ta để ý cái thiết kế nghiên cứu của Sandbridge này thì chúng ta sẽ thấy là khá là hay, bởi vì là thứ nhất là cái liều aspirin trong nghiên cứu Sandbridge người ta chỉ dùng liều 325 mg một ngày. Thứ hai nữa là người ta bắt đầu sử dụng kháng thuốc của PEP trong vòng 90 ngày giữa kết hợp clopidogrel 700 mg. Và cái quan trọng hơn là rút kinh nghiệm của nghiên cứu Wazis thì nghiên cứu Sandbridge đã đưa một số các yếu tố aggressive vào, như là chúng ta kiểm soát gap từ dưới 140, chúng ta kiểm soát LDL từ dưới 70. Thì trong nghiên cứu kết quả nghiên cứu Sandbridge không có gì lạ là nhóm mà can thiệp đặt stent thì có tỷ lệ cao hơn về đột quỵ cũng như biến chứng so với điều trị nội khoa. Vì vậy sau nghiên cứu kết quả của nghiên cứu Sandbridge và nghiên cứu Wazis thì người ta khuyến cáo rằng là với những bệnh nhân hẹp nội sọ từ 50-99% chúng ta có thể sử dụng liều aspirin 325 mg trên ngày, và từ đấy cũng khuyên luôn rằng là với những bệnh nhân hẹp 70-99% thì hiện tại bằng chứng là không nên đặt stent hoặc là can thiệp với khuyến cáo ở mức 3A. Tuy nhiên lại nói lại đến cái chuyện mà thiết kế nghiên cứu ở nhóm Sandbridge, ở nhóm điều trị nội khoa thì chúng ta đã áp dụng 325 mg aspirin cộng với clopidogrel 700 mg. Đấy là cái mầm mống để chúng ta hiểu rằng là hiệu quả của kháng thể kép trong những bệnh nhân mà điều trị hẹp động mạch nội sọ. Và khi mà so sánh với cái nghiên cứu Wazis thì ta thấy rằng là tỷ lệ tái phát đột quỵ 30 ngày ở trong nhóm Sandbridge điều trị nội khoa nhóm Sandbridge là 54%, thấp hơn rất nhiều so với nhóm điều trị nội khoa ở dùng aspirin ở trong nhóm Wazis là 10,7%. Và để chứng minh cho cái việc hiệu quả của điều trị kháng thể kép ở trong bệnh nhân mà có hẹp nội sọ thì chúng ta hay lại quay lại năm 2010, Nicre là nghiên cứu mà được thiết kế sử dụng kháng thể kép rất ngắn trong vòng 7 ngày. Và cái outcome của Nicre này cũng đánh giá cái micro AVM micro embryos trên sử dụng TCD và thấy rằng là rõ ràng khi chúng ta sử dụng kháng thể kép trong vòng 7 ngày thì có cái giảm micro embryos đi rất nhiều so với việc sử dụng kháng thể cầu đơn. Và chúng ta thấy rằng là một cái đặc biệt thú vị nữa đấy là nghiên cứu Chan công bố năm 2015 thì sau đấy có một subgroup của nghiên cứu Chan đã được công bố rằng là so với những bệnh nhân mà đột quỵ tiểu cầu não nhẹ hoặc là TA mà có ECAS mà có hẹp nội sọ thì tỷ lệ tái phát cao hơn so với nhóm không ECAS rất là nhiều, đang 12,5% so với 5,4% với P nhỏ hơn 0,01. Tuy nhiên ông subgroup này cũng thất bại trong việc chỉ ra được hiệu quả của điều trị kháng thể kép so với kháng thể đơn. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy sơ đồ này cho thấy rằng là nếu mà so với nhóm không có ECAS thì gần như hai kháng thể kép và kháng thể cầu đơn không sự khác biệt ở hai nhóm. Nhưng tuy nhiên đối với nhóm có ECAS thì có vẻ như xu hướng kháng thể kép có lợi thế hơn cho nhóm người điều trị kháng thể cầu đơn rất là nhiều, và hai đường cong nó bắt đầu nó tách nhau ra mặc dù chúng ta chưa có đủ bằng chứng. Vì vậy mà sau các bằng chứng này thì chúng ta thấy hiện tại khuyến cáo của ADA 2021 chúng ta thấy rằng là khuyến cáo với những bệnh nhân mà có TAA hoặc với hẹp hoặc đột quỵ với hẹp 70-99% thì có phối hợp giữa aspirin và clopidogrel 700 mg trên ngày cho có thể kéo dài đến 90 ngày được khuyến cáo mức 2A. Vấn đề thứ hai chúng ta nói chuyện ở đây đấy là bệnh nhân mild stroke và TAA. Nếu tại sao hiện tại chúng ta lại quan tâm đến vấn đề này như thế? Bởi vì chúng ta hình dung ra cả miền Bắc đang qua một cái mùa rất là nắng nóng. Nếu mà mild stroke TAA được coi như là một ngọn lửa của một que diêm rất là bé thì nếu chúng ta không có cách mà dừng lại, không có cách dự phòng, không có cách đề phòng thì cái ngọn lửa này có thể làm cháy cả một cái tòa nhà.
Vì vậy đây là vai trò của kháng thể hợp kép, và hôm nay sẽ chỉ tập trung vào kháng thể hợp kép trong nhóm bệnh nhân mild stroke và TAA. Thì các nghiên cứu về mild stroke, TAA và kháng thể hợp kép thì cũng có khá nhiều trong đấy. Nổi trội đây là nghiên cứu Trans và nghiên cứu Poise. Nghiên cứu Trans được công bố 2013 được thực hiện hoàn toàn ở Trung Quốc, và tiếp đến nghiên cứu thường cùng kháng thể hợp kép Strobilurin 300mg kết hợp với aspirin và duy trì kháng thể hợp kép trong vòng 21 ngày. So sánh với nhóm giả dự với nhóm sử dụng kháng thể hợp đơn, thì rõ ràng kết quả của nghiên cứu Trang đã chỉ ra rằng là việc sử dụng kháng thể hợp kép giảm 32% biến cố đột quỵ tái phát so với sử dụng kháng thể hợp đơn, và NNT trong nghiên cứu này chỉ ra là 29. Cái biến cố xuất huyết trong nghiên cứu Trang chỉ ra rằng là việc kháng thể hợp kép không làm tăng nguy cơ xuất huyết so với sử dụng kháng thể hợp đơn. Nghiên cứu thứ hai 2018 được công bố 2018 là nghiên cứu POI. Nghiên cứu POI đó sự khác biệt một chút, đấy là nothing thì liều Paracetamol là 600mg, và cái thời gian nothing mặc dù nghiên cứu Trang sử dụng là 24 tiếng lựa chọn bệnh nhân là đột quỵ nhẹ TAA trong 24 tiếng, thì nghiên cứu POI chỉ sử dụng để lựa chọn trong vòng 12 tiếng thôi, và cái sử dụng kháng thể hợp kép trong nghiên cứu POI lại kéo dài 90 ngày thay vì 21 ngày sau nghiên cứu Trang. Và khi mà kết quả nghiên cứu POI được công bố thì rõ ràng về hiệu quả dự phòng các biến cố huyết khối thì sử dụng kháng thể hợp kép cùng Paracetamol cộng aspirin trong những ngày làm giảm tỷ lệ biến cố về thừa máu, biến cố huyết khối so với nhóm aspirin đơn thuần. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà chảy máu não, tỷ lệ biến cố chảy máu lớn thì lại cao ở nhóm Paracetamol cộng với aspirin so với nhóm aspirin đơn thuần. Vì vậy mà kết luận của nghiên cứu COI này là liệu pháp Paracetamol cộng aspirin cho hiệu quả vượt trội so với aspirin đơn trị liệu trong giảm biến cố gộp của đột quỵ máu não, nhiều cơ tim tử vong trong 9 ngày đầu tiên, tuy nhiên làm gia tăng nguy cơ xuất nặng. Và khi mà chúng ta có một cái phân tích gộp nghiên cứu của nghiên cứu POI và nghiên cứu Trang thì chúng ta thấy rằng là sử dụng kháng thể hợp kép làm giảm nguy cơ biến cố đột quỵ thiếu máu, tuy nhiên lại làm nếu sử dụng trong 20 ngày hoặc là 90 ngày thì mặc dù cái xu hướng biến chứng xuất huyết có cao hơn, nhưng mà cái sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Vì vậy mà sau khi nghiên cứu công bố thì kết luận của nghiên cứu gộp này gồm như này: thứ nhất là Paracetamol và aspirin làm giảm biến cố đột quỵ thiếu máu não cho đến 90 ngày. Thứ hai là lợi ích tối đa sử dụng kháng thể hợp kép trong vòng 3 tuần đầu tiên. Và khi mà chúng ta có chú ý khi chọn bệnh nhân gồm có chọn bệnh của bệnh nhân đột quỵ nhẹ, TAA nguy cơ cao, bệnh nhân khởi phát trong vòng 24 giờ và thời gian dùng là 21 ngày đến 90 ngày, và 21 ngày vẫn là một thời điểm mà có hiệu quả tối đa nhất. Vì vậy chúng ta nhìn lại khuyến cáo 2019 với khuyến cáo sử dụng kháng thể hợp kép trong vòng 21 ngày với khuyến cáo 1A. Tuy nhiên khi mà đến năm 2021, tháng một bài báo vừa đăng trên ADA tháng 5 2021, chúng ta thấy rằng là sử dụng kháng thể hợp kép gồm có cả aspirin cộng với Paracetamol và aspirin cộng với ticagrelor với dữ liệu của nghiên cứu Canet cho thấy rằng là nó làm giảm được nguy cơ tái phát đột quỵ và tuy nhiên nó cũng có xu hướng tăng nhẹ cái nguy cơ của chảy máu với RR về giảm tỷ lệ biến chứng tái phát đột quỵ RR 0.76 và làm tăng nguy cơ xuất chảy máu với RR 2.2. và rõ ràng sau kết quả có nghiên cứu này thì ta thấy rằng là nghiên cứu khuyến cáo ADA năm 2021 đã có sự thay đổi rằng là với những bệnh nhân có mild stroke thì mít nhóm vòng 3, TAA, ABC thứ 2 đến vòng 4 thì chúng ta có thể sử dụng TAS, aspirin cộng Corbia từ 21 đến 90 ngày thay vì khuyến cáo chỉ 21 ngày trong ADA 2019. Cái thứ hai nữa là có thêm việc là khuyến cáo với những bệnh nhân nào thì sử dụng thêm ticagrelor và aspirin so với ticagrelor. Cùng với những bệnh nhân mà mild stroke với điểm mít nhỏ bằng 5, với bệnh nhân TAA nguy cơ cao với điểm ABC đa 2 nối bằng 6, và đặc biệt là họ đã cho vào một số các tiêu chuẩn về hiển học vào như hẹp mạch nội sọ trên 30% hoặc là trên 50%. Và thiết kế TRS cũng đã được công bố và cho thấy rằng là do so với nhóm aspirin đơn thuần thì dùng kháng thể hợp kép trong trường hợp này làm giảm tỷ lệ biến cố đột quỵ nhưng mà cũng làm tăng nguy cơ suy chuyển tạng. Và chúng ta nhìn lại năm 2021 là năm chúng ta trải qua thời kỳ Covid nhưng mà cũng trải qua rất nhiều các guideline được công bố. Ngoài ADA 2021 ra thì ASHOC 2021 có nguyên một cái khuyến cáo về sử dụng kháng thể hợp kép ở những bệnh nhân mild stroke và TAA.
thì cũng không có sự khác biệt nhiều so với ADA 2021. Thì ESHOC 2021 người ta cũng khuyến cáo rằng là với những bệnh nhân đột quỵ nhẹ, điểm nít nhỏ bằng 3 hoặc là TIA với LVC 2 lớn bằng 4 trong 24 giờ đầu, khuyến cáo sử dụng kháng thể kép aspirin cộng clomiphene trong 21 ngày với bằng chứng là mức độ cao và khuyến cáo mức độ mạnh. Tuy nhiên cũng có một cái khuyến cáo rằng là với những bệnh nhân là điểm nít nhỏ bằng 5, ABCD2 nó bằng 6 thì chúng ta có thể phối hợp giữa aspirin cộng với clopidogrel cộng với ticagrelor theo kết quả của nghiên cứu THANET. Tuy nhiên mức độ bằng chứng chỉ là trung bình và mức độ khuyến cáo cũng chỉ là yếu theo theo các tác giả là thôi. Và cái bảng trên thì chúng ta nhìn thấy sơ bộ chúng ta có thể sử dụng kháng tiêu tiểu cầu như thế nào. Chúng ta chia ra nếu bệnh nhân có TIA thì chúng ta xem nguy cơ có cao hay không. Nếu cao chúng ta phủ kháng thể kép, nếu nguy cơ không cao chúng ta có thể sử dụng kháng thể đơn. Với điểm với đột quỵ thường hóa não chúng ta xem có phải đột quỵ trong vòng 24 giờ, 12 đến 24 giờ hay không, sau đó chúng ta xem là bệnh nhân có phải đột quỵ nhẹ hay không, điểm nít nhỏ bằng 3 hoặc phải điểm nít nhỏ bằng 5 thì chúng ta sẽ khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng kháng thể kép giai đoạn đầu tiên hay chúng ta chỉ sử dụng kháng thể đơn ngay lập tức. Và cái bảng này thì cũng làm chúng ta rõ hơn, ví dụ như là bệnh nhân INCAT chúng ta có thể khuyến cáo sử dụng kháng thể kép lên tới 90 ngày. Với những bệnh nhân mà có khuyến cáo có dung nhĩ thì chúng ta có thể sử dụng thuốc kháng đông. Hoặc là ví dụ có những cái mà chúng ta chắc có thể có nhiều thời gian hơn để chúng ta nói chuyện với nhau. Ví dụ như ESRT thì khi nào có dùng kháng đông và kháng được cầu không, hay là ESRT là trường hợp nào chúng ta có thể sử dụng kháng đông, thì chắc là một cái chủ đề khác chúng em sẽ xin trình bày tiếp theo. Để tóm tắt cái này thì em có mấy nội dung sau. Thứ nhất là tập trung vào kiểm để điều trị vòng cấp 2 thì chúng ta tập trung vào kiểm soát tốt yếu tố nguy cơ. Ví dụ chúng ta kiểm soát huyết áp xuống dưới 130/80, chúng ta kiểm soát đường máu với HbA1c dưới 7, và chúng ta kiểm soát statin, kiểm soát lipid máu với LDL cholesterol dưới 70 mg trên decilit. Với điều trị kháng huyết khối thì chúng ta nhớ rằng là kháng huyết tiểu cầu sử dụng trong nhiều não không có nhu cầu từ tim, và với những bệnh nhân TIA nguy cơ cao hoặc là đột quỵ nhẹ, điểm nít nhỏ bằng 3 hoặc nhỏ 5 thì chúng ta có thể khuyến cáo sử dụng kháng huyết kép kháng đông trong dung nhĩ và những bệnh nhân có nguồn gốc tim mạch. Và cũng giống như một cái cuộc chạy đua thì với một cái giai đoạn là hyper acute thì giống như một chuyện cuộc chạy 100m chúng ta phải tập trung một và chỉ có một người chiến thắng thôi, nhưng một cuộc đấu đấy sẽ rất hấp dẫn, rất nhiều người sẽ tham gia một cuộc chạy đua 100m. Tuy nhiên với dự phòng chúng ta giống như một cuộc marathon, chúng ta làm sao chiến thắng chính mình, nghĩa là đã là chiến thắng tất cả rồi. Vì vậy mà hy vọng rằng là đối với bệnh nhân đối trong cuộc chiến dự phòng cấp 2 thì càng nhiều người về đích chúng ta càng an toàn cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và các bạn ạ. Xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Đào Việt Phương. Như vậy chúng ta vừa nghe xong 4 cái bài báo cáo trong buổi chiều hôm nay, và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để sang cái phần thảo luận. Thì đầu tiên thì tôi xin mời đầu cầu của tiến sĩ Huyền có các cái phần thảo luận của các cái 3 cái bài báo cáo tiếp theo, và sau đấy thì mời đầu cầu của tiến sĩ Huyền. Xin mời tiến sĩ Huyền ạ. Đây là sau. Đầu cầu bệnh viện Việt Tiệp, các đồng nghiệp có các cái thảo luận thì không ạ? Thì để đợi các câu hỏi thì tôi muốn xin đặt câu hỏi đây từ một đồng nghiệp đối với tiến sĩ Cương. Trong trường hợp tổn thương những giờ đầu mà chưa có tổn thương trên CT thì làm sao mình đánh giá được điểm APEC để quyết định xem APEC trên 6 điểm để can thiệp hay là tiêu huyết khối ạ? Xin mời câu trả lời từ tiến sĩ Cương. Tiến sĩ Cương còn trực tuyến không? Ôi, tiến sĩ Cương ạ, tiến sĩ Cương có nghe thấy không? Có, em nghe thấy anh ơi. Rồi, hello. Trả lời đây ạ. Vâng ạ, nếu mà những giờ đầu mà tắc mạch lớn mà chụp CT lên hoàn toàn bình thường, như vậy là một cái chỉ định tuyệt vời. Như là cái slide mà tôi có trình bày là ba cái ý đầu tiên. Thứ nhất, xác định được tắc mạch não. Thứ hai là xác định vùng lõi, tức là gần ở đây vùng lõi là bằng 0, aspect 10 điểm. Thứ ba, xác định tắc mạch lớn. Thì
ba cái dữ kiện đấy mà đưa lại cho chúng ta thì hoàn toàn là chúng ta chỉ định một cách rất là tuyệt vời. Như là bài trình bày trước của bác sĩ Dũng, bác sĩ Phương, thì chúng ta một là chúng ta làm tiêu diệt huyết và song song với cái chuyện đấy là đẩy bệnh nhân vào can thiệp lấy huyết khối luôn. Thì vậy thì đấy là một cái chỉ định mà đúng là thuộc vào class A và evidence là loại 1 rồi, thì rất là mạnh rồi. Câu hỏi thì... xin phép bác sĩ Phương, câu hỏi ông Điệp hỏi như thế này: trong trường hợp tổn thương những giờ đầu chưa có tổn thương trên CT, làm sao chúng ta đánh giá được aspect để quyết định xem aspect có trên 6 điểm để can thiệp tiêu huyết khối hay lấy huyết khối không? Thế thì Phương nghe câu trả lời đó. Có, em nghe câu trả lời để quyết định là tiêu sợi huyết hay là can thiệp như thế nào đó thì không, chúng ta là không chỉ dựa vào điểm aspect đúng không? Làm sao mình đánh giá được áp trong những giờ đầu mà khi trên CT chưa có tổn thương? Khi chưa có tổn thương thì aspect bằng 10 điểm ạ. Ok, cảm ơn bác sĩ. Như vậy cái câu này thì theo tôi thế này, tức là trong những giờ đầu ở trên CT thì chúng ta đánh giá aspect bao giờ nó rất khó khăn. Vì vậy mà chúng ta phải dựa vào hai cái vị trí lát cắt, một cái vị trí lát cắt và qua cái não thất bên và một cái vị trí lát cắt cao hơn để chúng ta đánh giá 10 vùng của phân loại aspect. Và cái quan trọng là bác sĩ điện quang người ta sẽ chỉnh cái gain để làm sao nó điều chỉnh để xác định được các cái vùng giảm tính trọng ở trên CT để mà đánh giá một cách chính xác nhất cái thang điểm aspect. Bởi vì nếu trong giờ đầu chúng ta chụp MRI trên sung division thì chúng ta nhìn rõ rất rõ các cái vùng tổn thương để tính điểm aspect. Tuy nhiên CT ấy, thì nhiều khi chúng ta rất khó phát hiện và chúng ta phải chỉnh cái độ tăng sáng để chúng ta nhìn thấy cái vùng giảm tổn thương. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng thì các đồng nghiệp cũng lưu ý đấy, trên CT nhiều khi chúng ta thấy những cái vùng giảm tính trọng nhưng mà nhiều khi nó bị nhiễu. Giống như cách đây mấy ngày chúng tôi có cái ca vào giờ thứ nhất nhưng mà bác sĩ điện quang đọc APEC là có 6 điểm, cuối cùng chúng tôi không dám tiêu huyết khối và chúng ta quyết định lấy huyết khối. Nhưng ngày hôm sau chụp cụm từ thì gần như bệnh nhân tái thông mạch hoàn toàn ở đoạn M1 và trên sung division hoàn toàn không có một chút tổn thương nào. Thì đấy thì các cái sai lầm chúng ta có thể gặp. Chính vì vậy chúng ta thực hành, chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ xác định được. Thì cảm ơn câu hỏi của các đồng nghiệp. Câu hỏi thứ hai, em xin bổ sung thêm ạ, em xin lỗi, em bổ sung thêm một chút là để tính được điểm aspect thì không phải là đơn giản đâu nhá. Thậm chí là người ta có hẳn một khóa học, ba ngày để học tính điểm aspect, cho nên là cũng không phải dễ. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Thế này thì bác sĩ Điền Quang làm nhiều thì mới đọc và chuyên về đục thủy để đánh giá nó chính xác hơn. Nếu bác sĩ Điền Quang mà không chuyên về sọ não. Câu hỏi thứ hai có một đồng nghiệp muốn hỏi tiến sĩ Phương, trong câu hỏi này muốn sang cho tiến sĩ Phương. Thế là sử dụng thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu kép trong bao nhiêu ngày đối với bệnh nhân nhồi máu não và duy trì liều như thế nào sau khi ra viện? Nè, em cũng xin phép trả lời câu hỏi này. Với chúng ta đã thấy rằng là kháng nhiều kép mà được khuyến cáo hiện tại thì với những với bệnh nhân mà mild stroke và TIA cao của ABCDI thấp nhất là 0.4 và nguy cơ cao đến bằng 6 thì chúng ta bây giờ hiệu quả như trong kháng nhiều kép vẫn là 21 ngày và bản thân em cũng rất cơ thích sử dụng 21 ngày theo khuyến cáo của ADA 2019. Tuy nhiên cái khuyến cáo 2021 ấy nó mở ra cho chúng ta một cái cơ hội rằng là đối với nhân có yếu tố nguy cơ rất là cao cũng như hẹp cầu thành nội sọ và bệnh nhân đấy có một cái cơn có những cái cơn TIA đã đi phát lại rất là nhiều lần thì chúng ta có thể kéo dài kháng nhiều kép lên tới 90 mà chúng ta không trong một số trường hợp đặc biệt và khi mà sau cái thời gian 21 ngày đấy thì chúng ta chuyển từ kháng nhiều kép sang kháng nhiều đơn. Cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Phương. Câu này thì tôi cũng có thêm bổ sung thêm như thế này. Hiện nay chúng ta sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép cho hai trường hợp, đấy là tiêm nguy cơ cao và minor shock. Thời gian bắt đầu sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép đấy, trong hai nghiên cứu đấy là trong vòng 12 đến 24 giờ. Tuy nhiên có nghiên cứu nó kéo dài 70 ngày. Vậy tất cả những bệnh nhân các đồng nghiệp mà chẩn đoán minor shock hoặc tiêm mà từ lúc khởi phát đến lúc vào viện với chúng ta mà trong vòng 7 ngày thì các đồng nghiệp có thể dùng liệu pháp kháng tiểu cầu kép. Và thời gian đấy thì theo ESOC thì người ta khuyến cáo là 21 ngày, tuy nhiên theo AHA 221 thì kéo dài 90 ngày.
và sau 90 ngày thì chúng ta dùng liệu pháp kháng tiêu cầu đơn cho bệnh nhân để mục đích dự phòng cấp 2 cho các cái bệnh nhân như vậy. Xin mời các đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Xin mời tiến sĩ Huyền chia sẻ. Alo, giáo sư Tôn vâng. Nghe rõ không ạ? Vâng. Dạ, đối với cái chúng ta thì cứ đánh giá như trong những giờ sớm trên phim chụp, nhưng mà theo tôi thì cái qua cái triệu chứng lâm sàng để đánh giá xác định được cái thời điểm khởi phát là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta được chúng ta cho chụp luôn cái CTA. Qua CTA thì chúng ta sẽ có thể đánh giá được cái mạch máu lớn, mạch máu nhỏ, và chúng ta có cái phương pháp can thiệp tích cực luôn, hơn là chúng ta không phải là cái lần nào chúng ta cũng có thể tính được trang điểm aspect hoặc là trong giờ hay là giờ sớm hoặc là những cái dấu hiệu sớm. Tôi nghĩ là nên mình có thể mình cho chụp ngay CTA. Như ở bệnh viện Việt Tiệp chúng tôi, đặc biệt là những bệnh nhân mà vào giờ sớm thì gần như cấp cứu ban đầu là các bạn đấy tự động luôn là các bạn sẽ cho chụp CTA và khởi động luôn cái quy trình tiêu sợi huyết hay là cái can thiệp mạch trong những trường hợp cho cái nhóm can thiệp. À, cảm ơn tiến sĩ Huyền. Một câu hỏi là các đồng nghiệp có đặt ra đấy là liều nào kháng tiểu cầu kép có khác nhau ở các đối tượng bệnh nhân không ạ? À? Xin mời tiến sĩ Phương. Chúng ta đã có hai liều nạp theo hai nghiên cứu khác nhau. Đấy là nghiên cứu Trang thì chúng ta thấy rằng giữa liều nạp 300 mg kết hợp với aspirin lừa đảo từ 50 tới 325 mg. Thế thì mà câu chuyện ở đây thì thế nào? Thì trong nghiên cứu chắc lấy bệnh nhân CA và minor stroke với điểm mức nhỏ 3 và thời gian đến 24 giờ. Tuy nhiên trong nghiên cứu POI thì có sự khác biệt về thời gian. Thế chúng ta cũng vẫn là minor stroke điểm mức nhỏ 3 và TIA điểm ABC2 nước 14. Tuy nhiên cái liều nạp của Probiel trong đây là 600 mg. Cái câu chuyện này thì lại tôi lại nghĩ lại chuyện của hội chứng nội trú từ trong liều nạp trong hội chứng mạch vành, thì các thầy cứ bảo là 300 mg hay là 600 mg thì thật sự là đối với kinh nghiệm thực hành lâm sàng của tôi thì đối với những bệnh nhân tôi chưa nạp một liều 600 mg nào cả, và đa phần của tôi sẽ sử dụng liều nạp là 300 mg Probiel kết hợp với aspirin. Thì nếu nguy cơ cao thì chúng ta có thể sử dụng liều 180-162 đến 324 mg, tức là 24 nhân aspirin 81 mg. Còn nếu bệnh nhân có nguy cơ thấp hơn, đồng thời có nguy cơ xuất huyết, nguy cơ tiền tố cao, ví dụ như bệnh nhân người tuổi cao có tăng huyết áp, thì chúng ta có thể sử dụng liều nạp 300 cộng với aspirin 81 mg. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn tiến sĩ Phương. Câu hỏi thứ tư là trong nghiên cứu Chan và nghiên cứu POI, bệnh nhân tia hoặc là minor stroke vào viện trong 12 giờ hoặc 24 giờ đầu thì được dùng liều nào? Vậy nếu bệnh nhân đến muộn hơn thì vấn đề dùng kháng tiêu cầu kép có gì khác không ạ? Có dùng liều nào với bệnh nhân đến muộn hay không ạ? Sau 24 tiếng thì chắc chắn chúng ta không dùng liều nào nữa. Tuy nhiên chúng ta có sử dụng kháng tiêu cầu kép hay không thì là một câu hỏi rất là hay. Thế thì hiện tại chúng ta thấy rằng là với khuyến cáo hiện tại và bằng chứng hiện tại, chúng ta thấy rằng nếu mà TIA mưa cao hoặc là minor stroke vào trong 7 ngày đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng kháng tiêu cầu kép, tuy nhiên không nạp. Còn sau 7 ngày thì chúng ta đang có sự tranh cãi nào có sử dụng kháng tiêu cầu kép hay không sử dụng kép, bởi vì 7 ngày không là chúng ta đang dựa một số nghiên cứu như CREST 7 ngày. Và trong sinh bệnh học thì với những bệnh nhân TIA hoặc minor stroke thì tỷ lệ tái phát đột quỵ cũng cao nhất trong 7 ngày đầu tiên. Đấy là giai đoạn vàng để chúng ta can thiệp làm giảm tỷ lệ tái phát. Cảm ơn tiến sĩ Phương. Như vậy chúng ta thống nhất là dùng liều nào nếu bệnh nhân chẩn đoán là tia hoặc minor stroke đến viện trong khoảng thời gian từ khi khởi phát đến viện là trong vòng 24 giờ thì các đồng nghiệp dùng liều nào. Còn liệu pháp kháng tiêu cầu kép ấy, thì cái cửa sổ dùng tiêu cầu kép là trong vòng 7 ngày, và nếu bệnh nhân đến muộn sau 24 giờ thì chúng ta không dùng liều nạp nữa mà chúng ta chỉ dùng đơn thuần liệu pháp kháng tiêu cầu kép. Và thời gian như tôi vừa nói đấy, kéo dài có thể từ 21 đến 90 ngày theo các cái khuyến cáo. Xin cảm ơn ạ. Có một câu hỏi mà tiến sĩ Huyền lúc đầu buổi có chia sẻ với chúng ta thì hiện nay cái quan điểm của chúng ta đối với can thiệp nội mạch trong những các cái trường hợp mà hẹp nội sọ hoặc là ngoài sọ như thế nào, thì chúng ta biết đấy, thì như các cái khuyến cáo hiện nay, các cái nghiên cứu hiện nay mà chúng ta đã công bố, ví dụ như nghiên cứu Direct MT, nghiên cứu Mr. Clean No IV cũng đã vừa công bố,
từ nghiên cứu DVET của Nhật đã công bố. Như vậy hiện nay thì chúng ta thấy thì các nghiên cứu so sánh là superior hoặc non inferior giữa cái mà direct lấy huyết khối so với combine, thì đến tính đến thời điểm này thì chúng ta thấy thì cái khuyến cáo hiện nay thì người ta vẫn ưu tiên là chúng ta tiêu huyết khối sau đấy lấy huyết khối cơ học hơn là chúng ta trực tiếp mang bệnh nhân đi lấy huyết khối cơ học cho bệnh nhân. Thế thì trong những cái trường hợp mà có hẹp động mạch ngoài sọ, ví dụ tắc đoạn tandem mà chúng ta tiên lượng chúng ta phải đặt stent cho bệnh nhân, thì khi tiêu huyết khối thì nhiều đồng nghiệp e ngại cái chuyện dùng thuốc kháng tiểu cầu để phòng tắc stent. Tuy nhiên các nghiên cứu hiện nay chúng ta thấy ấy, thì khi bệnh nhân mà tiêu huyết khối rồi mà có tắc ngoài sọ và đặt stent thì chúng ta cũng có thể xem xét dự phòng chống ngừng tập tiểu cầu. Còn đối với bệnh nhân mà hẹp động mạch nội sọ, khi chúng ta đặt stent thì không được khuyến cáo đặt stent cấp cứu, cho dù hiện nay duy nhất có stent wingspan là xem xét có thể đặt stent cho nội sọ trong những bệnh nhân mà hẹp trong cái giai đoạn bán cấp. Đấy. Thì như vậy trong thực hành lâm sàng thì ở bệnh viện Mai chúng tôi ấy, thì automatic là nếu trong cơ sở tiêu huyết khối với là tiêu huyết khối sẽ bị lấy huyết khối, chúng ta phải thực sự đấy, nếu mà chúng ta cứ tập trung lấy huyết khối hiện nay ở nhiều trung tâm, trong đấy có bệnh viện Bệnh Mai và các cái trung tâm điện qua, từ lúc khởi động bệnh nhân lấy huyết khối đến khi mà tiếp cận trọng mạch đùi ấy, thì trung tâm nào nhanh thì cũng phải 75 phút, còn ví dụ như Bạch Mai này thì mất 90 phút trong một năm, thì có giáo sư Thắng ấy, thậm chí là có thể đến 115 phút. Như vậy chúng ta trong vòng 115 hoặc 90 phút như vậy thì chúng ta nên ưu tiên tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Vì như vậy chúng ta biết tắc mạch lớn và tiêu huyết khối ấy, thì có tới 30% bệnh nhân đã tái thông được rồi. Như vậy thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi trong cái nhóm bệnh nhân tái thông tự nhiên. Cái thứ hai chúng ta biết đấy, khi lấy huyết khối cơ học thì chúng ta biết là có 10 đến 15 bệnh nhân thất bại. Tức là bệnh nhân sơ vữa mạch cảnh mạch cổ sọ thì không có lý do gì không có sơ vữa mạch lớn toàn thân, trong đấy có mạch chậu rồi các cái quai động mạch chủ. Và như vậy thì nếu chúng ta chỉ có lấy huyết khối thì có khoảng 15%, thậm chí 10 đến 15% bệnh nhân chúng ta không tiếp cận được, không đưa được catheter lên trên não thì chúng ta sẽ mất hết thời gian tiêu huyết khối. Và nếu cái trường hợp đấy chúng ta tiêu huyết khối, biết đâu bệnh nhân lại vẫn được hưởng lợi. Vậy thì trong thực hành hiện nay, quan điểm của bên trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai và trung tâm điện quang Bạch Mai là trong cơ sở 45 giờ là tiêu huyết khối, sau đấy lấy huyết khối cơ học ngay cho bệnh nhân. Thì cảm ơn. Một câu hỏi từ trung tâm đột quỵ Nghệ An hỏi, đấy là những trường hợp bệnh nhân tắc mạch lớn, tắc tandem, trường hợp tắc động mạch cảnh trong và động mạch ở giữa cùng bên, khi can thiệp có hẹp động mạch cảnh có chỉ định đặt stent động cảnh thì dùng thuốc kháng tiểu cầu như thế nào khi can thiệp lấy huyết khối động mạch ở giữa và động mạch canh để động mạch cảnh để tránh công tắc stent và nguy cơ chảy máu. Như tôi vừa đề cập ấy, thì chúng ta biết rồi, tắc tandem nữa là tắc động mạch cảnh và tắc động mạch ở giữa đoạn trong sọ. Thế thì khi mà chúng ta can thiệp thì nó sẽ có hai trường phái. Một là người ta sẽ đặt stent đoạn hẹp động mạch cảnh để lấy lối đi cho cái việc tiếp cận tái thông động mạch não giữa ở trong sọ. Tuy nhiên làm như thế này thì cái thời gian cứu cái nhu mô não nó bị chậm. Trường phái thứ hai là người ta sẽ ưu tiên tái thông động mạch não giữa để cứu cái nhu mô não. Sau khi tái thông được động mạch não giữa thì người ta mới đặt stent để duy trì cái dòng máu cho tưới máu của cái bán cầu bên để tổn thương, cho chúng ta đặt stent động mạch cảnh. Như vậy thì hiện nay cái trường phái đặt stent cảnh trước hay là tái thông động mạch nội sọ trước thì hiện nay thì favor do cái người can thiệp, người ta làm được như thế nào nó thuận lợi người ta làm, chứ chúng ta không có một cái khuyến cáo là phải làm cái này trước cái kia trước. Cái thứ hai, nếu mà đặt stent thì chúng ta mà bắt buộc chờ mà bệnh nhân vẫn có hẹp lại các cái động mạch cảnh, người ta bắt buộc phải đặt stent thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hiện nay trong guideline không có các khuyến cáo để dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân tắc
nhồi máu não cấp mà có đặt stent, đặc biệt lại dùng thuốc tiêu huyết khối trong cơ sở 45 giờ. Thế thì hiện nay ở trung tâm chúng tôi ấy, thì tất cả những cái bệnh nhân nếu đặt stent thì chúng tôi đánh giá cái nguy cơ bao giờ sau khi đặt xong, thì chúng ta nếu có chụp cắt lớp vi tính hai bình diện thì chúng ta có thể kiểm tra trên máy hai bình diện chụp CT xem bệnh nhân có chuyển giải chảy máu hay không do tới hai mức hai bình diện. Còn trường hợp thứ hai ở bệnh mai chúng tôi áp dụng kỹ thuật thứ hai đấy là chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng để đánh giá cái mức độ thoát cái thuốc cản quang sau khi ca tái thông mạch. Nếu bệnh nhân mà cái đo cái nồng độ iốt mà nó trên 1,4 thì là cái bệnh nhân đấy có khả năng mà sẽ phát thuốc, tức là chuyển giải chảy máu, thì chúng tôi sẽ không sử dụng thuốc chống ngừng tập tiểu cầu để bảo vệ stent, và chúng ta sẽ có nguy cơ sẽ chấp nhận tắc lại stent, và hy vọng khi tắc stent thì chúng ta sử dụng cái tuần hoàn Willis ở nội sọ ở bên đối diện, nó tưới máu sang để tái thông được cái mạch động mạch ở giữa. Còn nếu mà đo cái nồng độ iốt nó dưới 1.4 ấy thì tiên lượng khả năng bệnh nhân chuyển giải chảy máu là thấp, hoặc là lúc đầu mà chúng tôi đã chụp cắt lớp vi tính đánh giá Pinambra, cái lõi nhồi máu của bệnh nhân nó nhỏ, ví dụ như dưới 30 ml, cái co mà cái Pinambra lớn thì chúng tôi sẽ cho ngay thuốc chống ngừng tập tiểu cầu trong quá trình mà đặt stent xong tại bên phòng địa khoa đấy, và sau 12 tiếng đồng hồ xong thì bao giờ chúng tôi ưu tiên chụp cổ ung thư để đánh giá sớm cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân mà trên cổ ung thư sau 12 tiếng cái lõi nhồi máu nó bé đấy, không có chuyển giải chảy máu, thì chúng tôi sẽ cho tiểu cầu sớm để cho bệnh nhân, và sau 24 giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu phòng liệu pháp tăng tiểu cầu kép. Còn các trường hợp mà có chuyển giải hoặc cái vùng nồi nhồi máu lớn thì chúng tôi sẽ dừng không cho, và lúc đấy chấp nhận tái tắc stent của bệnh nhân. Xin mời các cái ý kiến khác của bên đầu cầu Việt Tiệp của tiến sĩ Huyền cũng là làm can thiệp, và thứ hai thêm về cái ý kiến như vậy. Đầu cầu chị Huyền có ý kiến gì không ạ? Rồi nếu không có câu hỏi gì thì thêm và câu hỏi tiếp theo có một đồng nghiệp là xin em hỏi bệnh nhân sau khi dùng kháng tiểu cầu kép sau tia, sau đó dùng kháng tiểu cầu đơn nên dùng aspirin hay clopidogrel và thời gian là bao lâu, có phải dùng thêm PPI không ạ? Xin cảm ơn. Cái này thì mời chị Huyền có ý kiến ạ. Chị Huyền ạ. Huyền Hải Phòng ấy hả? Chị Huyền có nghe thấy câu hỏi không chị ơi? Bệnh nhân sau khi nếu không thấy thì à vâng, cảm ơn giáo sư Tôn. Thực ra thì đây là cái câu hỏi của các em cũng rất là hay, vì là chúng ta vẫn biết rằng là aspirin thì tôi vẫn dạy cho sinh viên bảo là ngon bổ rẻ, nhưng mà có lẽ là nó đã ảnh hưởng đến đường tiêu hóa quá nhiều. Đứng cạnh một cái clopidogrel thì cũng rất là nhiều ưu điểm nhưng mà giá thành nó cao, và thực ra thì cũng có nhiều trường hợp kể cả dùng clopidogrel thì vẫn có vấn đề xuất huyết xảy ra. Đó, chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ là cân tôi nghĩ là đối với người Việt Nam mình cái lý do kinh tế rất là quan trọng. Và kể cả khi các bạn dùng cái PPI thì đó cũng không phải là cứ dùng PPI là nó sẽ bảo vệ khi mà chúng ta dùng aspirin. Thậm chí là cái cách dùng PPI nó không phải là chỉ khi có trường hợp xuất huyết, hoặc là mà các bạn này dùng đồng thời với aspirin thì chắc là hai cái nó tương tác và nó mất tác dụng của nhau. Thế chính vì thế cho nên là cái này thì mình sẽ dùng và mình chọn lựa, nếu bệnh nhân không có yếu tùy từng bệnh nhân chúng ta sẽ chọn là aspirin. Nếu bệnh nhân không có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày, không có tiền sử xuất huyết tiêu hóa,
và hướng dẫn người ta dùng đúng, ví dụ như là dùng sau khi ăn vân vân, thì chúng ta sẽ và theo dõi nếu có triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ đến sẽ dừng và đến khám gặp bác sĩ. Đấy, và thứ hai là chúng ta không nên dùng kèm theo PPI khi mà không có cái triệu bệnh lý triệu chứng của đường tiêu hóa. Thế còn lại dự phòng cấp 2 bệnh nhân xuất huyết não có bệnh nền, dung nhĩ thì đương nhiên là tôi nghĩ rằng đã là dung nhĩ thì chúng ta luôn luôn phải có cái khuyến cáo là chúng ta dùng cái chống đông rồi. Có thể là chống đông nếu có van tim hay bệnh không van tim để chúng ta dùng Sandrom hay là cái Noac. Nhưng mà còn đối với bệnh nhân xuất huyết não thì tình trạng mà khi bệnh nhân trong cái tình trạng tổn thương cấp, xuất huyết não cấp thì chắc là chúng ta sẽ cân nhắc và chúng ta không dùng cái trường hợp mà chúng ta không dùng ngay chống đông. Chúng ta không dùng xông vùng chống đông ngay. Nhưng nếu như có một trường hợp mà dung nhĩ, bệnh van tim, thậm chí là bệnh nhân có những cái mà máu quẩn ở trong trong buồng nhĩ ấy, thì có lẽ chúng ta vẫn lại phải cân nhắc xem là cái xuất huyết đó lớn hay không lớn như thế nào và cái tổn thương ở trong buồng tim như thế nào để chúng ta xem cái vấn đề dung nhĩ. Dạ vâng. Biết giáo sư Tôn có ý kiến gì? Vâng. Và tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Huyền, chúng ta nên cá thể hóa theo từng bệnh nhân giữa cái risk và cái benefit, cái lợi ích và cái nguy cơ để chúng ta cân nhắc. Và như tiến sĩ Huyền vừa đề cập thì cũng không có ca nào giống ca nào. Đấy, thì các đồng nghiệp chúng ta khi cho các cái thuốc lựa chọn thì nên sử dụng cá thể hóa các cái bệnh nhân để chúng ta thiện như tiến sĩ Huyền vừa đề cập. Với câu hỏi thứ 8 là bệnh nhân sau nút coi vỡ phình mạch não có cần dùng thuốc kháng tiểu cầu không ạ? Và sau bao lâu thì dùng được? Ở đây cái câu hỏi có các đồng nghiệp đang muốn hỏi là dùng để dự phòng đối với cái chuyện đặt coi hay là chúng ta dự phòng có các cái bệnh nền khác ở trong đấy. Thế thì các đồng nghiệp biết đấy, khi mà đã nút coi bệnh nhân sau xuất huyết tuyến nhẹ và chúng ta đã nút tắc hoàn toàn rồi, nó không có thò coi đó, thì chúng ta không phải dùng cái gì. Và nếu mà bệnh nhân có thò coi thì bác sĩ Điền Quang thường có khuyến cáo là chúng ta xem xét sử dụng các Novelox trong vòng 3 đến 5 ngày để chúng ta dự phòng cái chuyện có thể các cái huyết khối tạo ra do nó bị thò coi ra ngoài. Thế còn lại thì chúng ta sau khi mà đã nút coi tắt hoàn toàn rồi thì chúng ta không cần dự phòng các cái tiểu cầu nữa. Chúng ta chỉ dùng trong các cái bệnh lý khác, ví dụ như bệnh nhân lại đồng thời có nhồi máu cơ tim cấp hoặc là các cái chỉ định khác mà cần dùng thuốc tiểu cầu thì chúng ta biết rồi, thì khi đã nút coi bệnh nhân tắc hoàn toàn rồi và qua cái giai đoạn cấp thì chúng ta có thể sử dụng kháng tiểu cầu cho các cái mục đích của các cái bệnh lý khác. Câu hỏi thứ 9 là dự phòng cấp 2 nhồi máu não sử dụng kháng tập tiểu cầu đơn trên bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao, đến bao giờ thì dừng ạ? Mời tiến sĩ Quân. Như các bằng chứng hiện tại và khuyến cáo hiện tại thì chúng ta với kháng tiểu cầu đơn dự phòng thì chúng ta sẽ dùng long term, dùng kéo dài. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trong một khi mà giai đoạn cấp, như bệnh nhân đấy có chảy máu não biến chứng hay là bệnh nhân đấy có chảy máu mức độ nặng combusto, ví dụ như là chảy máu xuất tiêu hóa phải can thiệp, phải mất máu, phải truyền máu, phải can thiệp, thì đấy là những cái mà chúng ta phải tạm ngừng aspirin. Tuy nhiên với những cái yếu tố mà những cơ chảy máu não mà có thể cải thiện được, ví dụ như là bệnh nhân đấy đã can thiệp được chảy máu não đến rồi, chảy máu tiêu hóa đến rồi, đã ổn định huyết động rồi, chúng ta vẫn phải quay nghĩ đến chuyện mà chúng ta quay lại aspirin dự phòng cho bệnh nhân sớm nhất có thể. Và có thể ví dụ như bệnh nhân đang dùng aspirin thì chúng ta có thể sử dụng Gravix để giảm cái nguy cơ, có nguy cơ để giảm nguy cơ mà liên quan đến tiêu hóa đi cho bệnh nhân, thì nếu nào thì có thể là được. Cảm ơn tiến sĩ Phương. Điểm cầu Thanh Hóa có ý câu hỏi ạ. Dạ vâng. Mời Thạc sĩ Tùng. Xin mời đồng cầu Thanh Hóa. Vâng, em xin chào các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Thì em là bác sĩ cấp cứu trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Thì em cũng xin có ý kiến ạ. Em là bác sĩ cấp cứu thì theo mô đun của Thanh Hóa thì chúng em sẽ tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ. Thì khi mà phát hiện được đột quỵ thì chúng em sẽ chuyển cho các bệnh nhân lên các trung tâm đột quỵ của bệnh viện để xử lý.
Thì cái quan tâm của em ở đây, thứ nhất là em quan tâm đến cái đột quỵ não sau ấy, thì nó hay lẫn lộn với những cái bệnh khác. Thì cho em hỏi là trên thế giới hay là các thầy có sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán cái đột quỵ não sau này không? Thứ hai nữa là em muốn hỏi là cái thầy Cương đấy, thì vì là nếu mà cả cái tiến sĩ Huyền nữa, nếu mà sử dụng cái CTA ấy, thì ở chúng em phải chờ cái xét nghiệm chức năng thận để chụp. Tuy nhiên là để mà chờ chức năng thận thì lại mất thời gian. Thì và cái này thì có kinh nghiệm. Cảm ơn câu hỏi và đồng nghiệp. Xin mời tiến sĩ Huyền chia sẻ kinh nghiệm. Thực ra thì trước kia chúng ta cứ rất là sợ là khi mà dùng thuốc cản quang nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận. Nhưng mà khi trong những trường hợp cấp cứu có thể là chưa cần cái xét nghiệm của chức năng thận, chúng ta vẫn có thể vẫn dùng. Bây giờ các khuyến cáo về xử trí đột quỵ cấp, chúng ta vẫn được phép dùng cái thuốc cản quang. Chưa kể rằng là chúng ta sẽ có những cái nhóm mà những thuốc cản quang như là cái Omipac sau này là không có ảnh hưởng đến chức năng thận. Chúng ta có những cái nhóm như thế. Rồi là những trường hợp mà chúng ta ưu tiên là chúng ta can thiệp mạch não, và nếu như bệnh nhân có tổn thương đến thận, chúng ta có thể chỉ cần lọc thận cho một lần chạy thận nhân tạo là sẽ giải phóng hết được cái vấn đề thuốc đó. Trong những trường hợp mà, cho nên tôi nghĩ rằng ưu tiên cho cái cấp cứu mạch não, còn lại cái một lọ thuốc cản quang đó nó không làm gây nên tổn thương nặng nề hơn cho cái những trường hợp thương thận. Em xin hỏi một chút vấn đề nữa là cái trung tâm cứu ấy, em có cái máy CT 32 giấy thì có sử dụng cho CTA sọ não được không ạ? Xin mời tiến sĩ Cương. Tiến sĩ Cương còn online không? Dạ em còn anh. Mời tiến sĩ Cương trả lời câu hỏi của bác sĩ. Máy 32 giấy thì có đánh giá được CTA không? Vâng, xin trả lời câu hỏi của bác sĩ ở tỉnh Thanh Hóa là máy 32 giây thì rất là tốt, 32 dãy thì rất là tốt để có thể chụp được CTA rồi. Mặc dù ấy, chúng ta không thể quét nó từ ở dưới quai động mạch chủ lên phía trên đỉnh đầu, nhưng mà chúng ta hoặc là chuyển lấy từ động mạch cảnh trong đến Daguilis là chúng ta có thể chẩn đoán được cái cho bệnh nhân rồi. Ở đây thì cũng xin bình luận thêm một chút về cái mô hình mà đột quỵ như thế nào ở bệnh viện Thanh Hóa. Thì cái việc mà tiêm thuốc cản quang hay không hay là chờ chức năng thận thì nó là do cái bệnh viện quyết định thôi, chứ ngay cả những khuyến cáo của Bộ Y tế người ta cũng không phải là ra nhất định là phải có chức năng thận bình thường mới được tiêm. Cho nên là có thể mình sẽ nhân cái cơ hội này mình lại kiến nghị với cả hội đồng khoa học của bệnh viện sẽ đi riêng ra một cái nhánh là những bệnh nhân đột quỵ, là mình người ta coi đến cái tính mạng người ta là quan trọng nhất. Cho nên là ở bệnh viện đại học y ấy, thì những cái trường mà cấp thì mình hỏi bệnh nhân là ông ấy hàng ngày ông đi tiểu có bình thường hay không. Nếu một bệnh nhân mà hàng ngày mà người ta đi đái khoảng 1 lít 2 lít thì những người như thế thì có thể sơ bộ gần như là chúng ta là bình thường rồi. Hôm nay mình có cấm chụp đâu, và chúng ta có thể tiêm thuốc cản quang thoải mái chụp. Và cái kỹ thuật chụp CT 32 dãy, chúng ta chụp CTA, chúng ta tốt nhất là chúng ta nên chụp 3 pha để đánh giá luôn bảng hệ của nó, pha động mạch và hai cái pha ngay sau đấy, và để chúng ta lấy được cái toàn bộ cái cây động mạch từ động mạch cảnh trong trở lên thì hoàn toàn có thể chẩn đoán được, rất là tốt. Cảm ơn tiến sĩ Cương. Như vậy chúng ta thống nhất là cứu não hơn là cứu thận. Bệnh nhân vào có chỉ định nghi ngờ tắc mạch lớn là chúng ta cứ tiêm thuốc cản quang và ưu tiên cái não hơn là cái thận. Và trong guideline của Hoa Kỳ đã khuyến cáo mức độ bằng chứng khuyến cáo là 1B rồi, là không cần chức năng thận và các đồng nghiệp có thể tiêm thuốc cản quang. Và chúng ta cần ở Việt Nam chúng ta cần giải thích cho người bệnh ký cam kết được cái lợi và cái hại để người ta ký vào đấy trước khi chúng ta thực hiện. Tôi nghĩ các đồng nghiệp và các đầu cầu thì còn rất nhiều các cái câu hỏi, tuy nhiên thì thời lượng thì nó không cho phép, bây giờ đã hơn 4:30. Thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ dừng cái buổi thảo luận ở thời điểm này. Và chúng ta đang còn một cái kỳ thứ hai, trong đấy cũng có tất cả các cái bệnh viện tham gia. Thì tất cả những cái câu hỏi và các đồng nghiệp có các cái câu hỏi mà cần chia sẻ thì có thể gửi về cho các báo cáo viên hoặc là chủ tọa đoàn,
Còn nếu không thì chúng ta có thể thảo luận trong vòng 3-4 tuần tới, trong cái kỳ thứ hai của cũng các bệnh viện tham gia. Thì thay mặt cho chủ tọa đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của 6 bệnh viện, trong đấy có trực